Thời gian dần trôi, hắn rõ ràng cảm nhận được nơi phát ra lực đạo to lớn là đến từ ba vị trí quanh thân hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Càn khôn quyết của hắn đã đột phá đến một cảnh giới khống chế mới. Thứ mà hắn vẫn còn chưa ngộ ra được, bây giờ đã lĩnh ngộ xong. Có một số thời điểm, hắn không thể không bội phục thiên phú cực cao của người tu hành như Côn Lâm Thụ. Khi bế quan khổ tu, vẫn có thể luyện thành tuyệt học mà nhiều người của Thiên Hỏa giáo không thể luyện thành. Không ít người của Thiên Hỏa giáo biết được thuật hỏa vô cực, người am hiểu phương pháp tu hành cũng không ít. Phương thức tu hành và đạo lý truyền thừa đều được truyền một cách công bằng cho các đệ tử Thiên Hỏa giáo. Nhưng, cùng một cách thức, có người lại không luyện được, chẳng khác nào chèo cây tìm cá. Côn Lâm thủ có lẽ không phải là người thông minh nhất của Thiên Hỏa giáo. Nhưng thông thường, những người luôn cân nhắc một số vấn đề không theo một tiêu chuẩn đồng nhất nào, thường sẽ cho ra kết quả mà người ta khó tưởng tượng được. Nưu Hữu đạo tự nhận mình không phải kẻ ngu nhưng hắn vẫn phải dừng bước trước hai tầng cảnh giới cuối cùng của càn khôn quyết không cách nào mở ra để bước vào một cái là điên đảo càn khôn một cái chính là cảnh giới trí cao của càn khôn quyết càn khôn hóa nhất đã luyện thành điên đảo càn khôn không chỉ là thụ lực mà thôi mà còn phải lợi dụng tầng cao hơn của thụ lực nếu như nói càn khôn na di là dịch chuyển khỏi thụ lực là phòng thủ thì điên đảo càn khôn chính là thế công tá lực đả lực thụ lực trước mới có thể tá lực đả lực nói cách khác trước phải luyện thành càn khôn na di khi đó mới có thể một bước luyện thành điên đảo càn khôn. Tá lực đả lực nghe thì đơn giản, nhưng lại không đơn giản. Đây là thuật pháp sử dụng giữa thiên địa, không phải sức mạnh bình thường có thể so sánh. Như hữu đạo cảm thấy phiền muộn, có cảm giác cái hiểu cái không. Đã mò đến biên giới của nó rồi, nhưng vẫn không cách nào mở được cánh cửa để mà vào. Về phần cảnh giới trí cao của càn khôn quyết, lại càng huyền bí hơn nữa, kỳ diệu hơn nữa. Từ khẩu quyết của càn khôn quyết có thể đưa ra được một câu tổng kết càn khôn hóa nhất phá toái hư không. Một điên đảo càn khôn đã khiến cho hắn phải hoang mang, huống chi cảnh giới trí cao càn khôn hóa nhất, như hữu đạo lại càng không trông cậy hắn tu luyện một lần là xong. Cho đến lúc này, hắn đã thử đủ loại phương pháp để lĩnh ngộ điên đảo càn khôn. Khi bồi luyện với người khác, hắn dùng một tay nhấn vào vật chết, ví dụ như vách đá, vách núi. Một tay tiếp chiêu cũng có thể mượn lực đánh vào bên trên vật chết đó. Nhưng dù sao đó cũng là vật chết, loại phương thức này nói cho cùng vẫn là thụ lực, không tính là tá lực đả lực. Đối mặt với hai bên là vật sống, hai bên đồng thời tấn công, hắn lại không cách nào thay đổi việc vận dụng. Ai ngờ, trong lúc hắn đang đau khổ tìm kiếm ảo diệu, bên trong hoàn cảnh đặc biệt như lúc này, bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ không một khe hở, hắn lại có được sự lĩnh ngộ. Bị bao trùm bởi một luồng sức mạnh cường đại, khi hắn đang nhanh chóng vận chuyển toàn thân đắm chìm vào trong đó, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới được hình thành bên trong. Trong lúc hắn đang cảm thụ luồng sức mạnh mới này, Hắn đột nhiên hiểu ra. Cảm giác đó giống như một cánh cửa đóng chặt, có đẩy cách nào cũng không đẩy ra được. Bây giờ, chúng đột nhiên lỏng ra, chỉ cần đẩy một chút là lập tức mở được liền. Đồ vật phía sau cánh cửa chỉ cần liếc qua là có thể thấy ngay. Một điểm bị tắc đã thông, lập tức trăm điểm rộng mở. Sức mạnh cường đại đến từ chỗ nào, ba hướng ra sao, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Quá trình vận chuyển sức mạnh cũng không thoát khỏi cảm nhận của hắn. Hắn đã tìm được biện pháp hóa giải hắn chính là trung tâm dẫn đạo sức mạnh xoay tròn, hắn biết mình sẽ khống chế nó như thế nào, chính xác mà nói, hắn hiểu mình là gì bên trong sức mạnh đó. Chỉ cần một điểm lĩnh ngộ vi diệu, đủ để phát sinh thay đổi lớn. Hắn sẽ dùng lực từ ba điểm, hắn sẽ mượn lực góc trên đánh vào góc dưới bên trái, từ góc dưới bên trái đánh qua góc dưới bên phải, từ góc dưới bên phải lại đánh lên góc trên. Như vậy, khốn cục trước mắt sẽ được hóa giải. Trong lúc hắn đang định vung tay thi pháp dẫn đạo áp lực khổng lồ đó, thủ thế ở mi tâm chợt ngừng lại. Trước mắt tập trung sức mạnh quá lớn, nếu làm như vậy, hắn đoán chừng người đang ở bên ngoài ba điểm đừng hòng có ai sống sót. Như hắn đã nói với Tần Quan và Kha Định Kiệt, hắn không muốn kết thù với yêu hồ tộc, nhất là bây giờ hắn còn gặp được tộc trưởng của yêu hồ tộc. Quan trọng hơn, hắn có thể nhìn thấy ba yêu hồ có thể hóa thành hình người. Bố cục mà hắn phí hết tâm tư để tạo ra không thể tùy tiện bị hủy đi như vậy. Như câu mà hắn thường hay nói, giang hồ cưỡi ngựa, đi là đường, giao là bằng hiếu. Sau khi đã có quyết định, nhiều hiếu đạo đột nhiên tăng cường pháp lực, thân hình đang trôi nổi bên trong không gian trống rỗng đột nhiên tăng tốc quay tròn, dùng vận tốc càng lúc càng nhanh để dẫn dắt lực đạo khổng lồ. Hai tay hắn đột nhiên chấn động, nhanh chóng đẩy sang hai bên. Tộc trưởng, không ổn rồi, liêm đao lão đầu đang đẩy quả cầu bùn đột nhiên kêu lên. Người đàn ông áo đen hỏi, cái gì? Liêm đao lão đầu nói, cho dù chín cầu tặc kia bị chúng ta khốn trụ, cũng không có khả năng một chút vấn đề cũng không có. Chẳng lẽ tu vi của hắn còn cao hơn chín gã cầu tặc đó sao? Chuyển động trong này, tại sao lại có cảm giác giống như người trong truyền thuyết kia? Người đàn ông áo đen hỏi, là ai? Câu hỏi còn chưa hỏi xong, ba người đang đẩy quả cầu bùn đột nhiên phát giác dị thường bên trong. Cả ba đều mở to mắt nhìn, sắc mặt toát lên vẻ sợ hãi. Oanh, một tiếng nổ rung trời, quả cầu bùn đột nhiên nổ tung, khiến cả một khu vực đầm lầy phải chấn động. Ba người đồng thời xuất hiện tại điểm xảy ra vụ nổ. Lực bộc phát cường hãn giống như ba con rồng sông ra, như muốn phá tan hết mọi gông xiềng, từ chính giữa khoảng không ba người bắn ra ngoài, như ba quả cầu màu đỏ giữa vùng đầm lầy. Oa, wow, đám hồ yêu kêu lên sợ hãi, mặc dù phương hướng công kích không phải nhắm vào ba đội ngũ hồ yêu, nhưng khí lưu cường đại đã đẩy tung cả ba con yêu hồ, trong nháy mắt giải tán cả ba đội ngũ. Đám yêu hồ bay tán loạn, sóng xung kích khuếch tán ba con rồng lớn giống như muốn lật tung toàn bộ hoang trạch tử địa để rời đi. Mặc dù phương hướng chủ công không phải là ba đội ngũ yêu hồ, nhưng nước bùn nhấc lên do vụ nổ vẫn có tính sát thương nhất định. Nhất thời, có không ít yêu hồ bị thổ huyết, người đàn ông mặc áo đen và hai lão đầu phát hiện không ổn, toàn lực chống đỡ dư chấn của vụ nổ, nhưng vẫn bị nôn ra máu. Đây không phải là uy lực công kích của Ngưu Hữu Đạo, mà là lực phản vệ từ sức mạnh của bọn họ. Quả cầu bùn nổ tung, Ngưu Hữu Đạo phóng lên trời, nhìn thoáng qua bên dưới, đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra là một đám yêu hồ liên thủ kết trận đối phó hắn. Yêu hồ tập trung nhiều yêu lực như vậy, khó tránh khỏi lại xuất hiện lực đạo khủng bố như thế. Khi đối mặt với khốn cảnh, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng sau khi thoát khỏi khốn cảnh, hắn lại hoảng sợ, cảm thấy may mắn không thôi. chương 1480, hàng ổ yêu hồ. Hắn không cảm ơn năng lực ứng biến của mình mặc dù năng lực ứng biến là một trong những nguyên nhân giúp cho hắn tránh thoát được một kiếp nhưng nói cho cùng hắn vẫn phải cảm ơn hắn đã có thể tu luyện càn khôn quyết nếu không có thứ này hắn sẽ không có cơ sở để phát huy năng lực ứng biến không nhờ thế hôm nay hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục không tránh khỏi cái chết trải qua chuyện lần này hắn đại khái cũng hiểu được vì sao yêu hồ lại có thể kéo dài hơi tàn của mình ở cái nơi hoang tàn tử địa này cho đến nay hắn đoán chừng cửu thánh cũng không dám tùy tiện truy sát vào khu vực đầm lầy này một khi bị vây bên trong kết trận của yêu hồ chỉ sợ cửu thánh cũng khó mà thoát thân vừa rồi hắn đã đích thân cảm nhận qua biết được luồng sức mạnh tập trung đó khổng lồ đến cỡ nào nó đã đạt đến tình trạng kinh khủng lúc này hắn đã thoát thân nhưng nếu đã ra tay hắn không còn cách nói đạo lý với đám yêu hồ này nữa cũng chỉ có thể đánh đến khi nào đối phương đồng ý nói đạo lý với hắn mà thôi hắn đơn độc một mình đuổi theo mục đích chính là cái này đã tạo ra tình thế hắn sẽ không tùy tiện dừng tay hắn thu kiếm trong đống bùn văng tứ phía tra vào trong vỏ đeo bên hông sau đó xoay người vòng quanh bay thẳng đến chỗ liêm đao lão đầu liêm đao lão đầu bị dư chấn đến choáng váng đột nhiên trong lớp bùn trước mắt xuất hiện một trường khi ông ta nhìn rõ mặt người ra tay ông ta phát hiện đó chính là người vừa mới bị vây công lúc nãy nhưng khi đó ông ta đã trở tay không kịp ầm um, một trường càn khôn của nghiêu hữu đạo đập vào ngực của ông ta phụt, liêm đao lão đầu phun máu nhưng cũng cảm giác được đối phương không thừa dịp ông ta còn chưa sẵn sàng mà lấy mạng ông ta. Không đợi ông ta phản ứng, đối phương cũng không thừa cơ truy sát. Sau khi đánh ra một trường, hắn mượn lực lao ngược ra ngoài, lao thẳng đến một người khác. Cẩn thận, cái miệng đầy máu của ông ta kêu lên, bên trong luồng không khí bạo tạc, người đàn ông mặc áo đen ổn định thân hình, kinh hãi nhìn lại. Lão đầu quỷ đầu đao quay đầu nhìn lại, tay chân không khỏi luống cuống, vội vàng xuất ra một kích, đối một trưởng với Ngưu Hữu Đạo. Một trưởng đánh chúng đối phương, lại cảm giác trưởng lực của mình không chỗ gắng sức, trong khi một luồng sức mạnh kỳ lạ từ lòng bàn tay của đối phương rót thẳng vào cơ thể của ông ta. Đang chuẩn bị cùng đối phương liều mạng, ai ngờ sau khi Ngưu Hữu Đạo đánh ra một trường, hắn lại nhảy lên, trực tiếp nhào về phía người đàn ông áo đen. Thấy kẻ địch công kích tộc trưởng, đám yêu hồ xung quanh ổn định thân hình đánh tới, nhưng đám yêu hồ này sao có thể là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo? còn chưa kịp đến gần đã bị một trường cách không của Ngưu Hữu Đạo đánh bay. Trong nước bùn bay tán loạn, Ngưu Hữu Đạo nhanh như tia chớp, ra tay đánh bị thương mấy người. Hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, một luồng sức mạnh lập tức xuất hiện bên trong cơ thể. Dám xông, dám đánh, dám liều, người đàn ông mặc áo đen ổn định thân hình, ý nhấc tay bên hông kết thành liên ảnh như thủy triều đánh về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lách mình vào tới, giơ hai tay xuyên thẳng qua liên ảnh. Người đàn ông mặc áo đen tử thủ, liên ảnh bay tán loạn đã ngừng lại khóa chặt hai tay nghiêu hữu đạo khiến y không khỏi vui mừng nhưng vui mừng vừa xong lại giật mình nghiêu hữu đạo bị xích sát khóa lại vẫn không thèm quan tâm cứ mạnh mẽ xông tới dùng huyết nhục của mình mà đánh người đàn ông mặc áo đen một lần nữa vui mừng một quyền cuồng bạo đánh vào ngực nghiêu hữu đạo cạch trong nháy mắt đánh trúng ngực đối phương người đàn ông áo đen không khỏi kinh hãi phát hiện lực phát ra từ một quyền đánh trúng ngực đối phương bị tản ra xung quanh dường như không cách nào tạo thành được tổn thương cho hắn. Người đã đụng nhau, người đàn ông áo đen còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bịch một tiếng, cả người bị đụng bay ra ngoài. Đã mất đi pháp lực khống chế, hai tay như hữu đạo lắc một cái, đánh bung hai sợi xích đang trói cánh tay hắn lại. Sau khi hạ xuống, hắn vung tay quét bay một con yêu hồ đang đánh tới, rồi tiếp tục hướng đến người đàn ông mặc áo đen. Người đàn ông mặc áo đen vốn đã bị chấn thương sau vụ nổ, miệng đầy máu, lúc này thấy như hữu đạo lao đến, có thể nói là quá sợ hãi. Người ta để cho người đánh, người cũng không đánh nổi người ta, vậy thì còn đánh như thế nào nữa? Biết rõ đánh không thắng lại còn đánh, chẳng phải đồ ngốc sao? Y không nói hai lời, lập tức quay đầu trốn đi. Khác với hai vị lão đầu kia, như hữu đạo cứ cắn Y không bỏ. Ai bảo Y đã bại lộ thân phận, ai bảo Y là tộc trưởng yêu hồ tộc. Đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, như hữu đạo làm sao mà không hiểu. Biết đánh không thắng, cũng không muốn tộc nhân hy sinh vô ích, trước đó mọi người cũng đã thử qua nhiều người liên thủ kết trận như vậy cũng không phải là đối thủ của đối phương bây giờ để cho tộc nhân trùng sát chẳng khác nào muốn chết sao người đàn ông áo đen nhanh chóng bỏ trốn hai người lại rơi vào trạng thái một trước một sau đuổi theo không bỏ cho đến khi đã dẫn nghiêu hữu đạo rời khỏi tộc nhân của mình hướng về phía đầm lầy người đàn ông áo đen lăng không biến thân một lần nữa biến thành hắc hồ lao thẳng xuống đầm lấy không thấy đâu từ trên trời rơi xuống khóe miệng nghiêu hữu đạo hiện lên nụ cười lạnh Muốn chạy, cho dù có trốn vào đầm lầy cũng có thể chạy thoát sao. Chỉ thấy hắn lăng không đánh ra một trường, oanh, nước bùn bắn lên, hắn không trông cậy một trường cách không này có thể làm gì được đối phương, hắn chỉ đề phòng bên dưới mặt đất có trá mà thôi. Yêu hồ là loại rất gian xảo, trước đánh một trường mở đường rồi nói sau. Người vừa rơi xuống vũng bùn, hai mắt hắn nhắm lại. Năng lực phi diệu của càn khôn quyết một lần nữa thi triển, thân hình chui trong mặt đất, như con cá đuổi theo hướng hắc hồ bỏ trốn không bỏ nếu trên mặt đất cứng rắn hắn không cách nào làm như vậy nhưng nước bùn lại không ngăn được hắn nhớ ngày đó hắn còn có thể độn thổ trong sa mạc nơi này lại càng dễ dàng hơn đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn nói với hắc hồ hoang trạch tử địa này khó khăn đối với người khác nhưng với hắn thì chẳng thấm vào đâu đang lao dưới mặt đất cảm nhận được vùng nước phía trước ba động báo hiệu có vật ngăn cản hắn rút bảo kiếm bên hông ra vùng kiếm chạm xuống để mở đường xác thối dây leo lại xuất hiện đối với tu sĩ bình thường thứ này có lẽ cũng có tác dụng dù sao tu sĩ cũng đang bị hãm sâu dưới mặt đất nhưng đối với nghiêu hữu đạo mà nói lại vô dụng cộng thêm xác thối dây leo không có yêu hồ gia trì sao có thể ngăn cản được nghiêu hữu đạo vốn tung hoành ngang dọc trên mặt đất hắn vung kiếm thống khoái chém xuống những xúc tu có ý định ngăn cản hắc hồ cảm nhận tình huống không ổn nó vừa trốn vừa cảm thấy kinh ngạc đây là ai vậy nó đã chạy trốn sâu dưới đất như thế rồi nhưng đối phương lại không e ngại áp lực cản trở dưới lòng đất cứ một mực đuổi theo nó thiên phú đủ để so sánh với yêu hồ tộc nó nghĩ đến một điều là lời nói của trưởng lão yêu hồ tộc khi trận pháp bị công phá có nhắc đến một người trong truyền thuyết so sánh hai người lại với nhau nó cũng bắt đầu liên tưởng đến người trong truyền thuyết đó nó đã bị thương khó mà có thể chạy trốn không ngừng được trong tình huống cấp bách nó đã đưa ra một quyết định liều mạng chạy nhanh hơn nghiêu hữu đạo đã quyết tâm bắt con hắc hồ Mặc kệ nó chạy trốn ra sao, chạy đi đâu, chết cũng không chịu thả. Một khi thả, tâm huyết của hắn sẽ uổng phí. Hắn cũng không thể buông tha cho yêu hồ được. Yêu hồ đã nhìn thấy hắn giết chết người của phiêu miếu các. Nếu không thể giải quyết, một khi trả thù, nó hoàn toàn có khả năng tiết lộ cho người của phiêu miếu các biết, hậu quả khó mà lường được. chương 1481, ép buộc ngân hồ Ngọc Lan một. Thử hỏi, trong tình huống như vậy, hắn làm sao có thể buông tha cho đối phương? tất nhiên là phải đuổi đến khi nào bắt được thì thôi không biết đã đuổi bao lâu dù sao cảm giác đuổi cũng rất lâu pháp lực tiêu hao không ít đột nhiên hắn cảm nhận được đằng trước có thứ gì đó rất kiên cố còn đối phương thì thay đổi hướng giống như chui vào trong một cái động nào đó dưới mặt đất hắn chém ra một kiếm sau đó cũng chui vào theo sau khi chui vào hắn phát hiện quả nhiên là một sơn động được mở ra từ vách đá tiến vào sơn động hắn lại tiếp tục đuổi theo áp lực trên mặt đất càng lúc càng nhẹ hắn đột nhiên chém ra một kiếm, người từ trong lớp bùn thoát ra, bước vào một không gian khác dưới đất, phía trước còn có một cánh cửa động. Trên cửa động có khắc ba chữ, chữ này hắn đọc không hiểu, kiểu chữ rất kỳ lạ. Bên trên động phủ có gắn bảo châu cùng loại với dạ minh châu, khiến không gian trở nên sáng ngời, ngay cả trong động cũng sáng theo. Hắn tận mắt nhìn thấy hắc hồ trốn vào trong động đó. Như hữu đạo bay lên không, quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, bản thân cũng không dừng lại, đuổi thẳng vào trong động chỉ thấy hắc hồ đang chạy đằng trước hét lên cường địch mau mời lão tộc trưởng trước mắt xuất hiện một địa cung khắp nơi đều là đường đá một đám yêu hồ nhảy ra bị nghiêu hữu đạo đánh đến thất linh bắt lạc sáu con yêu hồ màu lông không giống những con yêu hồ khác từ hành lang xung quanh nhào ra hóa thành sáu người nam nữ cầm trong tay các loại vũ khí liên thủ vây công nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo vô cùng kinh ngạc trước đó hắn nhìn thấy có ba con có thể hóa hình không nghĩ đến nơi này có đến sáu con hắn hoài nghi mình đã không cẩn thận một mình xâm nhập vào hang ổ của yêu hồ tộc ở hoang trạch tử điện này đối mặt với tình huống vây công như thế nghiêu hiếu đạo cũng không từ bỏ việc đuổi theo hắc hồ nếu đã đuổi không kịp nghiêu hiếu đạo đưa ra một quyết định khác địa vị của những con yêu hồ có thể hóa hình này nhất định không thấp trong tộc bắt không được hắc hồ hắn sẽ bắt một hai người trong số những người này hắn cũng muốn thử càn khôn quyết vừa mới lĩnh ngộ có hiệu quả như thế nào đối mặt với sáu người vây công nhờ tá lực đả lực, hắn đánh cho sáu người phải luống cuống tay chân. Trong lúc hắn muốn ra tay bắt sống một người, trong động đột nhiên truyền đến giọng của phụ nữ, tất cả lui xuống cho ta. Sáu người vây công nghe xong, tất cả cùng nhau tránh ra. Như hữu đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con yêu hồ lông màu trắng bạc xuất hiện. Màu lông của nó rất đẹp, chỉ là mi tâm có một vết sẹo. Còn chưa kịp nhìn kỹ, thân hình của con ngân hồ đã khẽ động, tốc độ, thanh thế như lôi đỉnh phóng đến. Như hữu đạo kinh hãi. Thế công này không phải đám yêu hồ hóa hình trước đó có thể so sánh. Hắn vội vàng phản ứng lại, một kiếm bổ ra kiếm cương ác liệt. Cạch, một trào của ngân hồ phá kiếm cương một cách dễ dàng, đảo mắt đã đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không tránh kịp, vội giơ kiếm lên chặn lại. Cạch, thân kiếm khẽ cong lại, đâm vào ngực Ngưu Hữu Đạo. Sức mạnh càn khôn của hắn không kịp phá tan uy lực công kích mạnh mẽ như vậy. Đột nhiên hắn có cảm giác giống như khi bị ngân nhi đánh trúng lúc trước. Oanh, cả người như hữu đạo bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách đá sau lưng. Vách đá bị đụng sụp xuống một mảng lớn, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Một con yêu hồ có thực lực sánh ngang với nguyên anh cảnh. Như hữu đạo cảm thấy hoảng hốt, không nghĩ đến hàng ổ yêu hồ lại ẩn tàng một cao thủ khủng bố như vậy. Thật ra, hắn cũng chưa từng danh chính ngôn thuận giao thủ với tu sĩ nguyên anh cảnh. Trong giới tu hành, cao thủ mà hắn biết cũng chỉ có cửu thánh. Cho nên, hắn không thể kết luận ngân nhi có được tính là cao thủ nguyên anh cảnh hay không khi nói chuyện ngân nhi cũng đã nói rõ nàng không biết thực lực của mình là gì cũng không biết thực lực của nàng khi nổi cơn cuồng bạo đạt đến mức độ bao nhiêu uy lực công kích của ngân nhi có thể so sánh với ngân hồ trước mắt cho nên hắn cũng không thể xác định con ngân hồ kia có phải thực lực nguyên anh cảnh hay không nhưng có một điều mà hắn rất rõ ràng hắn đã từng giao thủ với không ít tu sĩ kim đan cảnh thậm chí đã từng giao thủ với cao thủ xếp hạng nhì đan bảng là nhan bảo như cơ hồ có thể đưa ra kết luận tu sĩ kim đan cảnh không có khả năng phát huy được thực lực khủng bố như vậy không có kỹ xảo chỉ dựa vào thực lực công kích cường ngạnh cũng đủ để dọa người hắn dùng pháp lực càn khôn đánh tan phần lớn uy lực công kích nhưng uy lực còn sót lại vẫn có thể đánh hắn bị thương bất cứ lúc nào uy lực công kích của đối phương quá mạnh tốc độ công kích quá nhanh nhanh đến mức hắn chỉ có thể ứng phó một cách vội vàng Tốc độ nhanh như thế khiến cho pháp lực càn khôn của hắn không kịp đánh tan hết uy lực công kích kia. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, đó không phải là uy lực công kích của tu sĩ Kim Đan Cảnh. Đối mặt với thực lực như vậy, tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, chẳng khác nào thịt cá trên thất gỗ, mặc cho người ta làm gì thì làm. Nếu hắn không tu luyện càn khôn quyết, hóa giải được phần lớn uy lực công kích, một kích của đối phương đủ để giết chết hắn. Thực lực như vậy, ngoại trừ cao thủ Nguyên Anh Cảnh, hắn không nghĩ ra còn có khả năng nào khác nhưng điều khiến cho hắn kinh hãi còn nằm ở phía sau cao thủ có thực lực như thế không để cho hắn có cơ hội thở dốc căn bản không hỏi trắng đen vừa ra tay đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết một chảo phá nát kiếm cương của hắn ngay sau đó vách đá sụp xuống bụi mù tung lên hồ ảnh như thiểm điện lao đến một chảo như sấm sét đánh thẳng vào tim của hắn miệng thổ huyết như hiếu đạo không kịp nói bất luận câu nào ngay cả cơ hội ổn định đối phương cũng không cho hắn hắn vội vàng dùng kiếm để ngăn cản, suy nghĩ lóe lên, hai phương án ứng đối hiện lên trong đầu hắn. Một cách là chuyển sức mạnh của đối phương đến vách đá phía sau, nhiều uy lực công kích đó đánh sụp địa cung này, còn hắn sẽ thừa dịp hỗn loạn mà thoát đi. Một cách khác chính là cưỡng ép thi triển pháp thuật điên đảo càn khôn, tá lực đả lực, xem có thể lợi dụng sức mạnh của đối phương phản vệ được đối phương hay không, làm tổn thương đối phương trước rồi trốn sau. Phương pháp thứ nhất dường như không đáng tin, dựa vào thực lực của đối phương, cho dù đánh sụp địa cung này hắn cũng không có khả năng thoát đi cho dù trốn ra khỏi địa cung hắn cũng khó mà thoát khỏi tốc độ truy sát của đối phương như vậy hắn chỉ có thể ôm hy vọng thử cách thứ hai cách này rất nguy hiểm uy lực công kích cường đại như vậy thuật pháp tá lực đả lực của hắn không biết có thể phản vệ được bao nhiêu hắn cũng không biết mình có chịu nổi hay không hắn là người thường xuyên liều mạng trong tình huống nguy cấp luôn có những kinh nghiệm chống đỡ nhất định hoặc có thể nói trong tuyệt cảnh hắn có thể đưa ra phán đoán có lợi nhất cho mình. Có thể vô dụng, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn ngồi đó chờ chết. Khóe miệng dính máu, gương mặt nghiêu hữu đạo lộ vẻ dữ tợt, hai tay toàn lực vung kiếm. Khí thế ngân hồ đánh ra quá mạnh, công kích phát ra khiến bụi mù cứ như từng vòng sáng đánh ra ngoài. Một người một hồ đối mặt, ai cũng nhìn đối phương một cách rõ ràng. Khi hai bên nhìn nhau, nghiêu hữu đạo không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Hắn dường như nhìn ra được sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Cảnh tượng diễn ra tiếp theo khiến hắn bất ngờ vô cùng. Đinh, một âm thanh vang giòn, thân kiếm phát ra tiếng kêu to. Một trảo ngân hồ đánh ra đã kịp thời thu lại, móng vuốt sắc bén khi chạm đến thân kiếm chắn ngang của Ngưu Hữu Đạo, chỉ nhấn một cái, sau đó mượn lực thu trở trở về. Ngưu Hữu Đạo tất nhiên cảm nhận rõ ràng nhất, hắn nhìn thấy đối phương đã kịp thời thu lại sát chiêu, giảm bớt uy lực công kích. Chương 1482, ép buộc ngân hồ ngọc lan 2 Kết quả này khiến cho Ngưu Hữu Đạo hai tay cầm kiếm phải ngẩn cả người. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, các trưởng lão hồ tộc đứng quan sát cũng ngây ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa vào thực lực của lão tộc trưởng, rõ ràng có thể giết chết cái tên dám xâm nhập trọng địa của hồ tộc, nhưng không biết vì sao lão tộc trưởng lại đột nhiên thu tay. Lách mình rơi xuống đất, ngân hồ lắc lắc cái đuôi, chăm chú nhìn Ngưu Hữu Đạo đang cầm kiếm cảnh giác cao độ, chợt phát ra một giọng nữ rất huyền chuyển, ngươi là ai? sau kích thứ nhất đánh tan kiếm cương của Ngưu Hữu Đạo, nó vẫn chưa phát hiện được điều gì. Nhưng sau khi đối kháng với kích thứ hai của hắn, nó đã nhận ra sự khác thường. Một kích toàn lực của nó lại không thể tác dụng hết toàn bộ lên người Ngưu Hữu Đạo. Trong nháy mắt đó, nó có một cảm giác rất quen thuộc. Nó đã từng giao thủ qua công pháp tương tự, giao thủ một lần, nó đã phán đoán được chuẩn xác tu vi của Ngưu Hữu Đạo. Đợi bụi mù tản đi, nó nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo vẫn còn sức phản kháng dựa vào tu vi của đối phương bị nó đánh một kích vẫn có thể chống đỡ khiến cho nó xác nhận được cảm giác quen thuộc kia và đó là nguyên nhân nó kịp thời thu tay lại nghiêu hữu đạo không rõ cẩn thận trả lời tại hạ nghiêu hữu đạo lần này ta đến đây tuyệt không có ác ý là quý tộc hiểu lầm thôi ta đến là muốn kết giao bằng hữu với hồ tộc kết giao bằng hữu ngân hồ hỏi ngược lại ngươi có quan hệ như thế nào với thương tụng thương tụng nghiêu hữu đạo ngẩn người đột nhiên chuyện nằm ngoài ý muốn của hắn lại xuất hiện hắn thấy ngân hồ đột nhiên lảo đảo sau đó tứ chi mềm nhún hai mắt nhắm lại ngã bịch xuống đất a à, trưởng lão hồ tộc chung quanh kinh hô lên vội vàng lao đến như hữu đạo vẫn đang cao độ cảnh giác vì thế hắn luôn chú ý đến phản ứng của các trưởng lão hồ tộc khi ngân hồ ngã xuống hắn phát hiện các trưởng lão hồ tộc rất lo lắng lúc này ánh mắt của hắn lóe lên tốc độ phản ứng cũng không chậm lách mình đến chỗ ngân hồ hành động lần này có thể nói là mạo hiểm vô cùng ngân hồ đã hạ thủ lưu tình hành động của hắn rất có thể sẽ chọc giận ngân hồ nhưng hắn có phán đoán của hắn hắn cảm thấy ngân hồ hình như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc đang có vấn đề gì nếu không nó sẽ không tỏ ra yếu ớt như vậy trước mặt hắn cộng thêm phản ứng của các trưởng lão hồ tộc hắn lại càng quả quyết ra tay đoạt trước giang hồ cưỡi ngựa dám một mình đuổi đến đây nếu không có can đảm lẫn quyết đoán hắn không phải là nghiêu hữu đạo lớn mật, dừng tay, các trưởng lão tức giận kêu to, trong nháy mắt bao vây Nghiêu Hữu Đạo, muốn giải vây cho Ngân Hồ. Nhưng phản ứng của Nghiêu Hữu Đạo quá nhanh, cộng thêm khoảng cách giữa hắn và Ngân Hồ khá gần. Sau khi phá giải được thế công bao quanh, một tay của hắn đã cướp được Ngân Hồ. Địa cung thoáng chốc yên tĩnh trở lại, bụi mù nhanh chóng tan đi, Hắc Hồ một lần nữa xuất hiện, cùng với các trưởng lão bao vây Nghiêu Hữu Đạo, sợ ném chuột vỡ bình. Ngân Hồ rơi vào tay Nghiêu Hữu Đạo, một tay hắn cầm Ngân Hồ, một tay cầm kiếm chắn ngang cổ ngân hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ của nó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, ý đang cảnh cáo, ai dám làm loạn thì cứ thử một chút. Đám người hồ tộc đều run lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có cảnh tượng này. Bọn họ không nghĩ đến lão tộc trưởng lại thu tay trước kẻ địch mà mình có thể giết chết, lại càng không nghĩ đến lá gan của Ngưu hữu đạo lại lớn như vậy, phản ứng quá nhanh. Biết rõ mình không phải là đối thủ của lão tộc trưởng mà còn dám mạo muội ra tay ngay cả nghiêu hữu đạo cũng cảm thấy ngạc nhiên mặc dù hắn đã tranh thủ cơ hội ra tay nhưng phản ứng của ngân hồ quá không bình thường ngân hồ nằm trong tay hắn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hô hấp của ngân hồ rất đều thì pháp kiểm tra cũng không thấy có bất kỳ tổn thương nào giống như chỉ ngủ thiếp đi mà thôi con mẹ nó đây là ý gì vậy hắn hoàn toàn không hiểu hắc hồ phá vỡ sự yên tĩnh nghiêu hữu đạo người chính là nghiêu hữu đạo người hãy mau thả lão tộc trưởng của chúng ta ra nghe đối phương nói Nghiêu hữu đạo hơi nheo mắt, từ giọng điệu của đối phương, hình như có biết hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi, lão tộc trưởng của các ngươi sống hay chết, tất cả dựa vào thái độ của các ngươi. Nếu không, chúng ta không dễ nói chuyện đâu, còn nếu phải chém giết, ta chỉ có thể phụng bồi. Hắc hồ cả giận nói, nghiêu hữu đạo, ta đã biết tên của ngươi. Ta cũng tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết người của phiêu miếu các. Nếu ngươi dám làm loạn với lão tộc trưởng chúng ta, phiêu miếu các sẽ biết ngay chuyện tốt mà ngươi làm đến lúc đó, phiêu miếu các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghiêu hữu đạo hỏi lại, không biết nếu ta giao lão tộc trưởng cho phiêu miếu các, có thể được xem là đoái công chuộc tội hay không? Nếu cứ ép ta, ta sẽ thử một chút. Chính vào lúc này, hai con hồ ly màu xám khác xuất hiện ở cửa địa cung. Bọn chúng hóa thành hình người, là hai lão đầu mà Nghiêu hữu đạo đã giao thủ trước đó. Hai lão đầu dùng tay ôm ngực, gương mặt khổ sở, cơ thể run rẩy, bước đi có phần lảo đảo. Nghiêu hữu đạo liếc sang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt hai lão đầu nhìn thấy ngân hồ trong tay nghiêu hữu đạo giật nảy cả mình dường như không nghĩ đến ngân hồ cũng không phải là đối thủ của hắn tộc trưởng tại sao ngươi lại dẫn hắn đến cung của chúng ta liêm đao lão đầu kinh sợ không thôi rõ ràng đang trách hắc hồ không nên đem người ngoài về hang ổ của mình hắc hồ nghiến răng chính y cũng không nghĩ đến lại như vậy dẫn nghiêu hữu đạo đến hang ổ của mình chính là muốn lão tộc trưởng giết hắn ai ngờ y cũng biết lần này mình gây phiền phức rồi một khi để như hữu đạo chạy thoát hang ổ của hồ tộc sẽ bị bại lộ dựa vào thực lực của cửu thánh rất khó tiêu diệt bọn chúng trong đầm lầy nhưng nếu phát hiện ra hang ổ của bọn chúng cửu thánh muốn lật tung hang ổ của bọn chúng cũng không thành vấn đề sau việc này sợ rằng phải tìm một chỗ khác để ở bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó hắc hồ hỏi hai người các người bị thương như thế nào quỷ đầu đao lão đầu nói chúng ta bị thương không nặng nhưng ông nhìn nghiêu hữu đạo rồi quay sang nói với hắc hồ chúng ta hình như bị chúng càn khôn trưởng chân mày nghiêu hữu đạo cau lại đối phương biết càn khôn trưởng nghĩ đến phản ứng và lời nói trước đó của ngân hồ có nhắc đến thương tụng hắn hắn bắt đầu trầm tư càn khôn trưởng hắc hồ cảm thấy khó hiểu đủ loại dấu hiệu trước đó khiến cho y có chỗ hoài nghi có thể vây công kết trận của hồ tộc lại có thể tung hoành một cách thản nhiên bên dưới hoang trạch tử địa không một cái nào là không tương xứng với người trong truyền thuyết kia Bây giờ lại xuất hiện thêm càn khôn trưởng, cộng thêm vừa nãy chính miệng lão tộc trưởng nhắc đến tên người nọ. Lão tộc trưởng biết người đó, ngay cả lão tộc trưởng cũng đã nhắc đến, đủ để xác nhận hoài nghi của y. Liêm đao lão đầu bỗng nhiên ghé vào tai y, thấp giọng nhắc nhở tộc trưởng, người này hình như có liên quan đến người trong truyền thuyết kia. Thấy hồ yêu nói nhỏ như thế, như hiểu đạo đã hóa giải nguy cơ cân nhắc một chút, kiểm tra lại thương thế, ước lượng tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cho dù đánh không thắng, chỉ cần không xuất hiện cao thủ như ngân hồ nữa hắn muốn thoát đi cũng không thành vấn đề sau khi suy nghĩ hắn đã đưa ra một quyết định cực kỳ trọng đại ngân hồ đang cầm trong tay đột nhiên ném ra ngoài từ bỏ việc dùng ngân hồ làm con tin trả ngân hồ lại cho hồ tộc đối tượng mà hắn ném chính là tộc trưởng yêu hồ tộc y làm sao mà không tiếp vội giang hai tay ôm lấy ngân hồ như hữu đạo để ý phản ứng của ngân hồ thấy ngân hồ vẫn không tỉnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, không biết Ngân Hồ đang bị chuyện gì. chương 1483, Đồ Đệ Thương Tục một Thực lực mạnh mẽ như thế, vốn không nên xuất hiện bệnh trạng mới đúng chứ. Hắn đã kiểm tra qua, Ngân Hồ cũng không bị thương. Người vây quanh hắn hơi ngoài ý muốn, không nghĩ đến nghiêu hữu đạo từ bỏ việc bắt lão tộc trưởng làm con tin. Ngay cả Hắc Hồ cũng thế, y nhìn phản ứng của những người chung quanh, sau đó đưa Ngân Hồ cho một trưởng lão bên cạnh, để người đó đem Ngân Hồ đi chăm sóc thỏa đáng người nọ lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi không còn nỗi lo trước mắt hắc hồ hỏi rốt cuộc ngươi là ai nghiêu hữu đạo chỉ quỷ đầu đao lão đầu ông ta có thể nhận biết càn khôn trưởng lão tộc trưởng các người cũng đã gọi tên không phải các ngươi đã đoán được sao hắc hồ hoài nghi hỏi người có quan hệ gì với thương tụng nghiêu hữu đạo thuận miệng đáp ông ấy là sư phụ của ta dù sao sư phụ của hắn nhiều lắm mà toàn là sư phụ nhận vội không ngay cả đông quách hạo nhiên cái gì cũng không dạy hắn nhưng cũng là sư phụ của hắn. Một người trốn trong quy miên các bởi vì lợi ích môn phái, đồng thời cái gì cũng không dạy hắn nhưng cũng trở thành sư phụ của hắn. Bây giờ lại thêm một Thương Tụng, ngay cả mặt cũng chưa thấy qua, nhưng hắn cũng chủ động nhận ông ấy làm sư phụ. Hắn không dám xác định cái mình học có phải là công pháp tu hành của Thương Tụng hay không, nhưng từ nhiều dấu hiệu cho thấy, chắc có lẽ là vậy. Cộng thêm phản ứng của đám yêu hồ này, ngược lại càng khiến hắn tin tưởng hơn có lẽ là do ra mặt hắn dày nhưng hắn là người biết biến báo lại không câu nệ tiểu tiết hắn cho rằng đã học bản lĩnh của người ta nhận được truyền thừa của người ta gọi người ta một tiếng sư phụ cũng đúng đương nhiên trong mắt một số người hành động này chính là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nhưng hắn chẳng quan tâm đệ tử thương tụng mọi người xôn xao thấy nghiêu hữu đạo chính miệng thừa nhận hắc hồ không tin không thể nào theo ta được biết thương tụng đã sớm rời khỏi thế giới này mất thích mấy trăm năm lấy đâu ra đồ để trẻ như ngươi nghiêu hữu đạo chậm rãi lấy một viên linh đan bỏ vào miệng người đến đây rèn luyện đều được phát cho một số thuốc chữa thương hắn trả lời cũng không phải là trực tiếp truyền mà là người khác thay mặt truyền lại ta chưa từng gặp sư phụ nhưng có người thay thế sư phụ truyền thụ lại cho ta hắc hồ lại càng không tin nói hưu nói vượn khi thương tụng còn sống ông ta áp chế tu sĩ nhân gian không cho tranh lợi với dân vì thế tu sĩ rất thưa thớt sau khi thương tụng đi rồi, nào còn ai cùng thời với ông ta tồn tại đến lúc này? Nếu có, tại sao lại để cho chín tên cầu tặc kia phách lối? Nghiêu hữu đạo lạnh nhạt nói, điệp mộng huyễn giới, thánh la sát. Hắn không nhắc đến công pháp bí mật của thương kính chung, chỉ nhắc đến mối quan hệ chính thống giữa hắn và thương tụng. Sở dĩ làm như vậy, căn cứ vào phán đoán nhất định, chỉ vì ngân hồ phát giác hắn và thương tụng có liên quan, mới kịp thời thu tay lại. Hiển nhiên đây không phải ác ý, bởi vì thương tụng mà thành thiện ý nếu là như vậy, vậy thì cứ để như thế đi. Mọi người đều kinh ngạc, Hắc Hồ hỏi, Ngân Điệp Nhi. Ngân Điệp Nhi vẫn còn sao, không rời đi với Lý Ca à. Ngưu Hữu Đạo khẽ giật mình, chẳng lẽ tên thật của Ngân Nhi chính là Ngân Điệp Nhi. Nếu đúng như vậy, ngược lại trùng hợp, cái tên mà hắn thuận miệng đặt cho Ngân Nhi cũng chỉ nhiều hơn thêm một chữ mà thôi. Nhưng hắn là người có lòng nghi ngờ rất nặng, trước khi chưa xác nhận sự việc, hắn không dám tùy tiện nói cái gì. Hắn sợ đối phương sẽ gạt mình, chỉ lắc đầu ta không biết Ngân Điệp Nhi là ai. Ta chỉ biết Thánh La Sát của Điệp Mộng Nguyễn Giới. Hắc Hồ nói, nếu là Thánh La Sát của Điệp Mộng Nguyễn Giới, thì đó chính là Điệp Nhi, không sai đâu. Nghiêu Hữu Đạo Hiếu Kỳ hỏi, người cũng biết Thánh La Sát. Hắc Hồ nói, không biết, người mà ta quen biết phần lớn đều không có ở đây. Bây giờ chỉ có lão tộc trưởng là quen biết mà thôi. Trước kia, khi thương tụng hay lui đến đây, Ngân Điệp Nhi có qua lại với lão tộc trưởng. Ý của ngươi là, Ngân Điệp Nhi thay thương tụng thu ngươi làm truyền nhân. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, hành cung bên trong Điệp Mộng Huyễn giới có đại trận phòng hộ do sư phụ ta bố trí, người bên ngoài không có khả năng vào đó. Ta chỉ là trùng hợp tiến vào, Ngân Điệp Nhi phụng di mệnh của thương tụng nhập hành cung, nhận ta làm đồ đệ, dạy lại truyền thừa. Đó cũng được xem là duyên phận, mọi người nhìn nhau, hắc hồ do dự nói, Ngân Điệp Nhi vẫn còn, tại sao nàng ấy lại để cho chín tên cầu tặc kia làm bậy nghiêu hữu đạo đáp ta không tiện nói rõ tình huống của nàng ta chỉ có thể nói nàng không có năng lực ngăn cản các người cũng đừng hỏi về tình huống của nàng ấy bây giờ có hỏi ta cũng không nói đâu một khi để lộ tin tức sẽ mang đến nguy hiểm cho nàng hắc hồ nói người đến tìm chúng ta là vì cái này nghiêu hữu đạo vốn muốn nói phải nhưng nhanh chóng kềm lại bởi vì nghe giọng điệu của đối phương lúc trước dường như biết nghiêu hữu đạo là ai hắn bình tĩnh đáp ngay từ đầu ta thật sự không có suy nghĩ này bởi vì ta không muốn vào thánh cảnh thánh cảnh đối với ta mà nói quá nguy hiểm nhưng có một số việc đúng là bất đắc dĩ quả thật ta đã bị thánh cảnh chọn bắt đến chỗ này rèn luyện cộng thêm ta nghe nói sư phụ có quan hệ với các ngươi khi đó ta mới có suy nghĩ tiếp cận các ngươi xem có thể tạo mối quan hệ này hay không ai ngờ lại tạo ra không ít hiểu lầm hắn nhìn sang quỷ đầu đao lão đầu và liêm đầu đao lão đầu đang run rẩy nhiều hơn đưa tay chỉ hai người, các người đã trúng cản khôn trưởng của ta, có lẽ nó sẽ từ từ hóa giải, nhưng ta có thể nhanh chóng hóa giải chúng cho các người. Nếu ngươi không sợ, bây giờ ta có thể giải trừ sự đau đớn cho các ngươi. Để cho hắn động tay động chân trên người hai người, những người còn lại nhiều ít cũng có sự lo lắng. Như Hữu đạo nhìn ra được điều này, vội nhắc nhở tộc trưởng, ta đến đây rồi, nhớ đến giao tình giữa các ngươi và sư phụ của ta, ta không giết bất cứ người nào trong hồ tộc các ngươi. Trước đó, khi các ngươi kết trận tấn công ta bên ngoài ta hoàn toàn có năng lực khống chế lực phản kích từ đó tạo thành thương vong lớn cho các ngươi nhưng ta không làm như vậy ta thật sự có cơ hội giết chết hai người bọn họ nhưng ta vẫn khắc chế chẳng lẽ các ngươi còn không tin thành ý của ta gương mặt hắc hồ căng ra lúc đó nếu uy lực nổ tung của đại trận nhắm vào bọn họ hậu quả sẽ khó mà lường được bây giờ nghĩ lại bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi tuy nhiên y vẫn mạnh miệng nhưng ngươi lại cứ theo truy sát ta mãi nghiêu hữu đạo nói là do ngươi cứ chạy trốn ta không thể không đuổi theo trên đường ta có nói với ngươi ta đến là để kết giao bằng hữu con mẹ nó ngươi không thèm nói hai lời đã muốn giết chết ta ta cảm thấy rất lạ nói chuyện với nhau hai câu cũng khó như vậy sao cũng không nên ép ta ra tay chứ ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng có vẻ như muốn biết tình huống cụ thể cho đến hiện tại tộc trưởng còn chưa giải thích với bọn họ Hắc hồ bị nói đến nhịn không nổi, tu sĩ các ngươi gian xảo vô cùng, chạy đến đây chính là muốn săn giết chúng ta, làm sao ta có thể tùy tiện tin ngươi được. Như hữu đạo một tay cầm kiếm, một tay chống không, hai tay mở ra, vậy phải làm sao bây giờ? Có phải chúng ta nên tiếp tục đánh nhau đến chết sống hay không? Mọi người lại nhìn nhau, Hắc hồ không cam lòng yếu thế, ương bướng nói, trừ phi ngươi mang ngân điệp nhi đến đây. Chỉ cần ngươi mang ngân điệp nhi đến, ta sẽ tin lời ngươi nói. Nhiêu hữu đạo hỏi, não của ngươi chứa nước à? Cửa vào thánh cảnh bị người của cửu thánh canh gác nghiêm mật, nàng ấy vào đây bằng cách nào? Vừa vào đến đã bị cửu thánh truy sát, khi đó chẳng còn cách nào để rời khỏi nơi này. Ngươi ước gì nàng ta bị giết chết sao? Lui một vạn bước mà nói, ta cũng chẳng có cách rời khỏi thánh cảnh, làm sao truyền lời lại cho nàng? Trường 1484, Đồ Đệ Thương Tục 2 Sau đó, hắn vung tay lên, đừng nói mấy chuyện không đáng tin nữa ngay cả lão tộc trưởng của các ngươi cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa ta và sư phụ của ta chẳng lẽ các ngươi ngay cả lão tộc trưởng của mình cũng không tin hai người các ngươi có sợ chết không không sợ chết thì cứ tiến lên ta hóa giải trưởng lực cho các ngươi đừng để vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến lúc chết thật trên tay ta ta có muốn giải thích cũng không rõ hắn vừa nói vừa chỉ hai người lão tộc trưởng đã xác nhận qua hai người đang run rẩy cùng nhau nhìn phản ứng của tộc trưởng bọn họ đến muộn không nhìn thấy được tình huống lúc trước. Lão tộc trưởng quen với thương tụng, nếu ngay cả lão tộc trưởng cũng đã xác nhận, hẳn không có vấn đề gì mới đúng chứ. Hắc hồ quay đầu sang một bên, ban đầu không lên tiếng, về sau chậm rãi hừ lạnh, tu sĩ nhân loại rất xảo trá, chẳng có ai tốt cả. Các ngươi nên cẩn thận một chút, hai người run rẩy nhìn nhau. Cuối cùng, liềm đao lão đầu chậm rãi bước lên trước, chứ hai người không dám lên cùng một lúc. Người đã đến trước mặt, như hiếu đạo cũng không dài dòng, đặt tay lên ngực đối phương, thi triển càn khôn quyết để hóa giải. Rất nhanh, liêm đao lão đầu không còn run rẩy nữa. Đợi đến khi Nghiêu Hiếu Đạo buông tay, ông ta mới chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thẳng vào hai mắt của Nghiêu Hữu Đạo, sau đó mới lui trở về. Về sau, quỷ đầu đao lão đầu tiến lên, được Nghiêu Hữu Đạo giải trừ đau đớn, sau đó mới lui trở về. Xác nhận hai người không có vấn đề gì, Hắc Hồ lại châm chọc, nhớ năm đó thương tụng thần võ anh Minh đến cỡ nào, không nghĩ đến đồ đệ của ông ấy lại trở thành chó săn cho chín tên cầu tặc kia. Quả thật nực cười, có thể nói ra những lời như vậy, nói rõ y đã chấp nhận mối quan hệ giữa Nghiêu Hữu Đạo và Thương Tụng. Nghiêu Hữu Đạo cũng không quan tâm, hắn chẳng phải chạy đến đây để đấu võ mồm với người ta, hình như ngươi là do ta báo tên trước nên mới biết tên ta. Hắc Hồ nói, có quỷ mới biết tên ngươi, đột nhiên một đám người xuất hiện muốn nhằm vào chúng ta, chúng ta nhất định phải bắt một số người để hỏi chuyện gì đang xảy ra, mới biết chín tên cầu tặc không có lòng tốt đó muốn đem tính mệnh của hồ tộc ta ra để rèn luyện trong quá trình tra hỏi có người nhắc đến có một người tên nghiêu hữu đạo đã được đưa ra khỏi thánh cảnh sau đó trở về thánh cảnh ai ngờ chính là ngươi nghe xong nghiêu hữu đạo lập tức nhận ra đối phương bắt không phải là người của phiêu miếu các mà là người của các phái hắn lo lắng người bị bắt là người một nhà của mình vội hỏi người bị bắt đâu rồi hắc hồ hư lệnh hỏi xong còn giữ lại làm gì đã bị chúng ta xẻ thịt ăn rồi mùi vị thịt người đúng là không tệ ăn thịt rồi như hữu đạo im lặng cao mày nói người của môn phái nào chắc ngươi cũng biết chứ hắc hồ đáp thiên nữ giáo không phải người của mình như hữu đạo cũng chẳng quan tâm hẳn tai mắt của ngươi răng khắp hoang trạch tử điện này hắc hồ hỏi lại ngươi cho rằng các ngươi có thể tùy ý hoành hành sao như hữu đạo nói người đã nhìn thấy bên cạnh ta có hai người người hãy phái người tiếp cận bọn họ nếu có động tính gì lạ thường lập tức báo lại cho ta biết hắc hồ liếc hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi là ai. Thừa dịp ta không tức giận, không muốn làm khó ngươi, lập tức cút ngay cho ta. Như hữu đạo nói, giận dữ cái gì? Không có lão tộc trưởng của các ngươi, ngươi làm được gì ta? Hắc hồ nổi giận, vậy ngươi thử một chút xem. Như hữu đạo nói, bớt nói nhảm đi. Ta giết người của phiêu miếu các, hai người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Khi ta còn ở đó, ta có thể khống chế bọn họ. Nhưng nếu ta vẫn không về, còn không biết bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn gì. Ngươi hãy tiếp cận bọn họ cho ta, nếu có gì bất thường, ta cũng còn kịp thời đưa ra cách ứng đối. Hắc Hồ nói, tại sao ta lại phải nghe lời ngươi? Như hiểu đạo mặc kệ, tiếp tục ra lệnh, ta từ miệng của hai thành viên phiêu miếu các biết được một ít tin tức hữu dụng. Nghe bọn họ nói, phiêu miếu các có một người tên Ngao Phong, là đồ tôn của Đốc Vô Hư, trước đó vẫn luôn trông coi vườn vô lược, lần này gã cũng có tham gia. Người này dáng người cao gầy, mặt trắng, không dâu, mắt to. Ta muốn người của ngươi hãy đi tìm gã, tiếp cận hướng đi của gã. Muốn ra tay với vườn vô lượng, cường công không được thì chỉ có dùng trí. Ta cần người này nội ứng ngoại hợp, ra tay với người của vườn vô lượng, mọi người đều cả kinh. Hắc hồ kinh ngạc hỏi, người giết hai người kia la vì muốn xông vào vườn vô lượng. Nghiêu hữu đạo nói, nói nhảm, ta cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao ngươi lại có thể lên làm tộc trưởng hồ tộc được. Không có vườn vô lượng, làm sao các người có thể đẩy ngã chín cầu tặc đó chứ vì hồ tộc của ngươi vẫn là ta chạy đến chịu chết không có thực lực làm sao dám phân cao thấp với chín cầu tặc hắn không nhắc gì đến việc tạo mối quan hệ với hồ tộc lần đầu tiên gặp mặt muốn hồ tộc tin tưởng hắn là rất khó bây giờ hắn muốn giành quyền chủ động lên tiếng dùng sự thật để tạo lập trường từ lập trường cộng đồng để giải thích cho hết thảy hắn chính là nghiêu hữu đạo người ta gọi hắn là đạo gia lần này làm gì có chuyện hắn ra tay với vườn vô lượng không thôi lời hắn nói rõ ràng là nhằm vào cửu thánh mang đến cảm giác rúng động to lớn cho mọi người xung quanh bao nhiêu năm rồi toàn bộ hồ tộc đều có đầu rụt cổ kéo dài hơi tàn ở đây cơ hồ mất đi dũng khi đối kháng mặc dù không cam lòng nhưng lần nào phản kháng cũng đều bị cửu thánh dập tắt một cách tàn khốc khiến cho hồ tộc đang trong tinh thần phấn chấn phải chịu một sự mất mát to lớn mỗi một lần phản công là một tai nạn cho hồ tộc có vài lần thiếu chút nữa mang đến sự hủy diệt cho toàn tộc. Không dám, cũng không nhìn thấy hy vọng hay khả năng thắng lợi, cả một tộc chỉ biết trốn trong vũng bùn. Bọn họ đã từng là bá chủ thế giới này, bây giờ đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không bị tiêu diệt, chỉ cần có thể còn sống đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Đã nhiều năm không có ai nhắc đến chuyện động vào cửu thánh, bởi vì chuyện đó vốn không có khả năng thành công. Nhưng hôm nay đột nhiên có một người nhảy ra, nói muốn phân cao thấp với cửu thánh. Quan trọng người này là truyền nhân của thương tụng, một lời của hắn khiến tất cả mọi người đều xúc động. Truyền nhân của thương tụng muốn ra tay với cửu thánh, mặc dù biết vị trước mắt không phải là đối thủ của lão tộc trưởng càng không có khả năng là đối thủ của cửu thánh, nhưng trong lòng mọi người lại có sự kích động không hiểu được. Hầu kết của hắc hồ hơi run run, người có nắm chắc không? Như Hữu đạo nói, người đã bắt người rèn luyện đến đây, cũng đã cậy miệng của người đó, hẳn ngươi phải biết đối tượng của lần rèn luyện này là nhằm vào ai. Hắc Hồ do dự một chút, hình như cửu thánh bất mãn với phiêu miếu các, muốn chỉnh đốn lại phiêu miếu các. Nghiêu Hữu Đạo hỏi lại, điều này nói rõ cái gì? Hắc Hồ ngạc nhiên hỏi, còn có thể nói rõ cái gì? Sau đó lại bổ sung, chúng ta hầu như đều trốn ở đây, không có con đường liên lạc với bên ngoài, chỉ khi nào ngẫu nhiên bắt được người sống mới có thể hỏi chuyện bên ngoài. Nên không biết chuyện ngươi nói. Nghiêu Hữu Đạo nói, quyền sinh sát tu sĩ trong thiên hạ đều nằm trong tay cửu thánh, tu sĩ trong thiên hạ bị cử thánh chèn ép lâu như vậy, nhưng vẫn không dám phản kháng. Bây giờ chín cầu tặc này muốn chỉnh đốn phiêu miếu các, điều này nói rõ chuyện gì? Nói rõ, trong lúc chín cầu tặc chỉnh đốn, lòng người bên dưới sẽ dao động. Lòng người dao động là sơ hở, là cơ hội tốt cho chúng ta. Mặc kệ có nắm chắc hay không, chúng ta cũng phải thử một lần. Bỏ qua cơ hội này, dưới sự quản lý nghiêm ngặt của chín cầu tặc, chúng ta sẽ rất khó mà làm chuyện gì. Lúc này không làm còn chờ lúc nào nữa chương 1485, tin tức chấn động. Hắc Hồ do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn các trưởng lão hồ tộc chung quanh, phát hiện ánh mắt bọn họ đều có cảm giác kích động, y quay lại hỏi, ngươi có kế hoạch cụ thể không? như Hữu Đạo nói, chuyện lớn như vậy, ai có thể định ra kế hoạch cụ thể được chứ? Chỉ có thể thực hiện từng bước một mà thôi, bây giờ quan trọng nhất chính là quả vô lượng, cũng là quả hồ tiên mà các ngươi hay gọi đấy. Nhu cầu cấp bách của ta hiện tại chính là muốn biết tình huống bên trong vườn vô lượng, Ngao Phong là một cơ hội. Ta muốn mở ra một lỗ hổng trên người gã. Hắc Hồ nói, đây chỉ toàn là lời ngươi nói. Con người ngươi quá gian xảo, có trời mới biết ngươi nói là thật hay giả. Chúng ta làm sao mà tin tưởng ngươi, như hữu đạo không biết mình xảo trá ở đâu ra nữa. Hình như hắn chưa làm gì xấu với hồ tộc mà, nhưng Hắc Hồ lại nhìn theo một tình huống khác, y nhận được bẩm báo bên dưới, bảo có hai nhóm người đang đại khai sát giới ở hoang trạch tử địa. Một nhóm mặc trang phục áo đen của phiêu miếu các, một nhóm là mặc trang phục màu đỏ, không biết là ai. Trong hai nhóm người này có một người mặc trang phục khác, khiến tai mắt hồ tộc chú ý, mà người này không giống như những người khác, không có ý ra tay giết chết hồ tộc. Hồ tộc nhiều lần thăm dò, người này đúng là không có ý định săn giết hồ tộc, vậy thì hắn chạy đến đây để làm gì? Tình huống này khiến hắc hồ chú ý, sợ người bên dưới có sai lầm, vội đích thân lộ diện để quan sát cũng như thăm dò. Kết quả phát hiện đối phương hoàn toàn không gây bất lợi cho hồ tộc không những không ra tay mà còn không để cho những người khác ra tay cuối cùng y phát hiện đây chỉ là cái bẫy của nghiêu hữu đạo ít ra y cho rằng nghiêu hữu đạo hành động riêng lẻ như vậy là muốn dụ y mắc bẫy nghiêu hữu đạo nói ta chẳng cần các ngươi tin ta ta cũng chẳng trông cậy vào lần gặp mặt đầu tiên nói mấy câu là các ngươi có thể tin ta mọi chuyện về sau sẽ nói rõ hết thảy vấn đề bây giờ chỉ cần hồ tộc các ngươi phối hợp với ta các ngươi cũng chẳng tổn thất gì nếu bây giờ ta muốn đi các người cũng chẳng ngăn được ta chuyện đơn giản thôi không cần các người phải mạo hiểm lại có thể đổi lấy một khả năng thay đổi vận mệnh của hồ tộc không đáng cho các người đánh cược một lần sao nếu các người phát hiện có nguy hiểm các người có thể kết thúc hành động bất cứ lúc nào tuy là nói như vậy về sau có mạo hiểm với hắn hay không sẽ do hồ tộc lựa chọn có một số việc không thể nóng vội không có cách nào giải quyết một lần là xong trong tình huống hai bên còn chưa quen thuộc lẫn nhau trông cậy vào vài ba câu là nhận được sự tin tưởng của đối phương, hắn cũng không ngây thơ như vậy, cũng không cố chấp xúc đầu vào cái sừng trâu. Nhưng cục diện có thể dùng một loại phương thức khác để mở ra, trước kéo hồ tộc lên thuyền rồi nói sau. Đối phương tin tưởng hắn hay không thì để từ từ, mọi thứ nhất định phải có bắt đầu trước mới được, kéo hồ tộc lên thuyền thì mới lái được thuyền, hắn cũng không cần phải há miệng một cái là nói mình đồ đệ thương tụng. Hoàn cảnh thánh cảnh bày ra trước mắt, tình huống của hắn rất khó mà hành động, vì thế hắn rất cần nhân thủ. Hắc Hồ cau mày, không nói câu nào, quay người bước sang một bên cùng với các trưởng lão Hồ tộc. Như Hữu Đạo ngẫu nhiên có thể nghe rõ vài câu nhưng lại không biết đó là ngôn ngữ gì, nghe không hiểu. Sau khi thương lượng đã đưa ra kết quả, Như Hữu Đạo đã nói, nếu phát hiện có nguy hiểm, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Cục diện sẽ do Hồ tộc khống chế, như vậy, rất đáng để đánh cược một lần. Sau đó, Hắc Hồ quay lại, được, Hồ tộc của ta có thể giúp một tay. Như Hữu Đạo mỉm cười, chắp tay nói cảm ơn. Hắc Hồ nói, nhưng ta có một việc muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể nói rõ. Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi cứ nói, đừng ngại. Hắc Hồ hỏi, ngươi có quan hệ gì với La Phương Phỉ? La Phương Phỉ, Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, sau đó đáp, ta và nàng ta chẳng có quan hệ gì cả. Vì sao tộc trưởng lại hỏi như vậy? Hắc Hồ nói, sợ là chưa chắc như thế. Nếu không có quan hệ gì, vì sao nàng ta không đưa ai ra ngoài mà lại đưa ngươi? Nghe nói, nàng ta còn đích thân đưa ngươi ra ngoài. Như hữu đạo đáp tộc trưởng hỏi như vậy, không phải cho rằng ta có cấu kết với La Phương Phỉ, từ đó gây bất lợi cho hồ tộc. Hoặc lo lắng ta là gian tế do chín cầu tặc phái đến để lừa gạt. Vẫn là câu nói kia, nếu tộc trưởng phát hiện có bất kỳ nguy hiểm, có thể kết thúc hành động bất cứ lúc nào. Hắc hồ hỏi, người dường như đang né tránh vấn đề của ta. Ta hỏi người có quan hệ gì với nàng ta, như hữu đạo đáp, thật không có quan hệ gì mà. Nói thật, ta cũng không hiểu việc này. Tộc trưởng bảo ta giải thích, ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa, lần này ta đến thánh cảnh cũng là do người phụ nữ đó hại. Hắn đem chuyện mình bị La Phương phỉ đích thân điểm danh nghe được từ miệng đinh vệ nói ra, sau đó bổ sung, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ xóa bỏ lo lắng của tộc trưởng. Ta sẽ tìm người phụ nữ này để đòi nợ. Ai ngờ Hắc Hồ lại nói, chuyện như vậy sao? Món nợ đó xem như xong, chỉ là một người phụ nữ bốc đồng, chẳng đáng so đo tại sao lời này có cảm giác không được thích hợp? Như hữu đạo nói, chẳng lẽ tộc trưởng không muốn ta chứng minh ta không có liên quan gì đến nàng ta sao? Hắc hồ nói, ta chỉ không muốn ngươi vì một người phụ nữ mà làm hỏng đại sự thôi. Ánh mắt như hữu đạo sáng lên, ta dám làm, đương nhiên là có nắm chắc. Tộc trưởng cứ yên tâm, không bao lâu nữa, ta sẽ hái đầu nàng ta xuống đưa cho ngươi. Các vị trưởng lão nhìn nhau, hắc hồ thở dài, nàng ta là con gái của La Thu, chọc đến nàng ta sẽ gây ra phiền phức ngươi có cần làm mọi việc phức tạp như vậy không ta không cần đầu của nàng ta chỉ hy vọng việc ngươi làm được thuận lợi như hữu đạo nhận ra phản ứng của những người này hơi khác thường vì thế hắn lắc đầu cắn mãi không nhả chín cầu tặc giết nhiều người của hồ tộc như vậy bây giờ hồ tộc đồng ý giúp ta ta tất nhiên là phải lấy ra thành ý của mình đầu của la phương phỉ ta nhất định phải lấy tộc trưởng yên tâm đi ta sẽ sắp xếp thỏa đáng sẽ không phức tạp đâu hành động sau này của ta cũng cần cái mạng nhỏ của La Phương Phỉ để bốc lên mâu thuẫn bên trong thánh cảnh. Ta nhất định sẽ giết chết La Phương Phỉ, tiện thể đưa đầu nàng ta cho hồ tộc ngươi luôn. Hắc hồ nói, động đến con gái là thu thích hợp sao? Chọn cái đơn giản để ra tay không tốt à? Vẫn là câu nói kia, hy vọng chuyện ngươi làm sẽ thuận lợi. Như Hữu đạo nói, cũng không còn cách nào. Ta chẳng có người quen ở thánh cảnh, tiếp xúc người khác cũng không dễ dàng gì. Tộc trưởng cũng biết La phương phỉ đích thân đến tìm ta, Ta tiếp xúc với nàng ta sẽ dễ dàng hơn, thuận tiện ra tay. Ngoài ra, giết một nhân vật nhỏ sẽ không có hiệu quả. Thân phận của La Phương Phỉ phù hợp hơn, để tránh phiền phức, giết nàng là lựa chọn tốt nhất. Hắc Hồ im lặng, hóa ra, người này không thể không giết La Phương Phỉ, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị ra tay với nàng ta. Nếu hôm nay không hỏi, bọn họ sẽ không biết người này đã sớm có âm mưu. Y chậm rãi quay sang nhìn các vị trưởng lão, dùng ánh mắt để trao đổi. Nhiều hữu đạo vẫn thờ ơ đứng chờ. Sau khi các vị trưởng lão khẽ gật đầu, hắc hồ quay lại, nhiều hữu đạo, đối với La Phương Phỉ, có thể bỏ qua được cho nàng ta thì cứ bỏ qua. Nhiều hữu đạo làm ra vẻ khó hiểu, tộc trưởng, vì sao không ra tay với nàng ta. Ta đã giải thích rất kỹ, bây giờ người bảo ta buông tha cho nàng ta, người không phải muốn làm ta khó xử sao. Hắc hồ dường như rất khó mở miệng, y do dự mãi, sau đó thở dài, La Phương Phỉ là trưởng nữ của lão tộc trưởng chương 1486, ngân cược một Cái gì, như hữu đạo giật mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm, người nói cái gì? Con gái của lão tộc trưởng, là lão tộc trưởng đã ra tay với ta trước đó. Hắc hồ gật đầu, bất đắc dĩ nói, không sai. Tin tức này quá chấn động, như hữu đạo không tin nổi, không phải La Phương Phỉ là con gái của La Thu sao? Tại sao lại trở thành con gái của lão tộc trưởng? Chẳng lẽ La Phương Phỉ là hồ tộc mà La Thu nuôi? Hắc hồ lắc đầu, ta không nói nàng ta có được xem là tộc nhân hồ tộc hay không, nhưng cứ xem như một nửa hồ tộc đi. Lão tộc trưởng cả đời bảo vệ hồ tộc, chỉ là có đứa con gái này. Mặc kệ La Phương Phỉ đã làm chuyện gì, về tình về lý, hồ tộc đều không muốn làm khó nàng ta. Cái này, như hữu đạo nghẹn lời, hắn đã từng tiếp xúc với La Phương Phỉ. Nói thật, hắn không hề phát giác bất kỳ khí tức yêu tộc nào trên người La Phương Phỉ. Cái gì gọi là nửa hồ tộc, con gái của La Thu là nửa hồ tộc, nói đùa cái gì thế tin tức này làm cho hắn không thể tin nổi ý trong lời nói của đối phương làm cho hắn nhịn không được hỏi do tộc trưởng người tuyệt đối đừng nói cho ta biết la phương phỉ là con gái của la thu và lão tộc trưởng sinh ra nhé kết quả sợ cái gì sẽ gặp cái đó hắc hồ thở dài đúng là như vậy nghiêu hữu đạo thật sự chấn kinh vừa rồi khi đối phương đề cập đến la phương phỉ hắn đã nhận ra điều không ổn muốn moi ra chân tướng không nghĩ đến lại moi ra được chân tướng này đây là điều mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, quả thật không thể tin nổi, điều này sao có thể, hoàn toàn không có khả năng, thật không thể tin được. Ít ra hắn thấy, La Thu là một trong chín tổ tạc mà hồ tộc luôn miệng gọi, hai bên có mối thù. Trong tay La Thu đã dính không biết bao nhiêu máu của hồ tộc, thế mà nhà gái lại là lão tộc trưởng bảo vệ hồ tộc. Nếu nói hai người tầng tiệu với nhau hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng với suy nghĩ và địa vị của hai người mà còn có thể sinh con, đúng là không thể tưởng tượng nổi hai người đều không phải phàm phu tục tử, không phải không có con nối dõi là không được. Chẳng lẽ La Thu không biết có con với hồ tộc sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến thế nào sao? Còn lão tộc trưởng kia sao cũng không biết, hai người không có khả năng không biết, cũng không đến mức xúc động như vậy chứ. Hắc hồ than thở, không thể nào, chỉ có thể nói là một đoạn nhiệt duyên. Không phải, như hữu đạo lại càng không hiểu, tộc trưởng, ngươi làm ta muốn phát mộng rồi. Ngươi để cho ta từ từ suy nghĩ lại, mà không đúng, La Thu sao có thể đến với lão tộc trưởng chứ? Lại còn sinh cả con, điều này không có khả năng. Trưởng lão hồ tộc bên cạnh cũng thở dài, đã phát sinh, còn có cái gì là không thể. Nếu không phải La Thu là loại lang tâm cẩu phế, làm sao lão tộc trưởng rơi vào tình trạng này chứ? Sao có thể dễ dàng bị ngươi chế ngự? Như hữu đạo sướng sờ, hắn nhớ đến tình huống đặc biệt của ngân hồ trước đó. Hắn phát hiện nó không bị thương chỗ nào cả, ngay từ đầu còn ra tay rất kinh khủng, trong nháy mắt lại bất ổn, đúng là quá mức dị thường. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến La Thu? Hắn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta nghe không? Hắc Hồ nói, cũng chẳng có gì phải đáng nói. Như loài người các ngươi hay nói, chuyện xấu trong nhà sao có thể truyền ra ngoài. Người biết nhiều đó là được rồi, không cần thiết phải hỏi nhiều như vậy. Nói đùa cái gì thế? Như hữu đạo làm sao mà không hỏi cho rõ ràng? Người đang biết chuyện lại ở trước mắt, nếu không hỏi, sau này hắn sẽ canh cánh mãi chuyện này trong lòng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hiểu cho rõ ràng. Ở đây không nói cho hắn biết, chẳng lẽ hắn còn phải đi tìm La Thu để hỏi cho biết sao? La Thu nói cho hắn biết mới là lạ, như hữu đạo cười ha hả, ta nói cho các vị biết, các vị muốn ta buông tha cho La Phương Phỉ nhưng lại không chịu nói rõ với ta, bảo ta làm sao mà tin tưởng các vị. Trước đó các ngươi không tin ta, tùy tiện một vài câu chẳng có căn cứ lại muốn ta tin tưởng, từ đó từ bỏ kế hoạch của mình chín cầu tặc là hạng người gì, các ngươi cũng biết rõ. Ta né tránh cũng không dễ dàng, không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Không phải ta uy hiếp các ngươi, nhưng nếu không làm rõ ràng mấy chuyện này, các ngươi cảm thấy ta có thể tùy tiện mạo hiểm thay đổi kế hoạch sao? Các ngươi không chịu mạo hiểm, lại muốn ta mạo hiểm, lời này nói làm sao thông? Mọi người do dự, cuối cùng liêm đao lão đầu lên tiếng, tộc trưởng, nếu hắn đã biết việc này, có giấu hay không cũng không quan trọng. Hắc hồ im lặng, như hữu đạo bổ sung, còn nữa, các ngươi chắc không tin, mặc dù ta không biết chuyện của La Thu, nhưng rõ ràng đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, nhất định vẫn phải có phong thanh. La Phương Phỉ là con gái của La Thu và phu nhân ông ta là Ngân Cơ sinh ra. Nghe đồn Ngân Cơ rất xinh đẹp, Hắc Hồ chợt ngắt lời, Ngân Cơ chính là lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng hóa thân thành người rất xinh đẹp, cực kỳ đẹp. Như loài người các ngươi hay nói, chính là đẹp như tiên. Như hữu đạo á khẩu, một lát sau mới lắp bắp cái này. Cái này, theo lời đồn, Ngân Cơ hình như đã sinh sống với La Thu rất nhiều năm. Lão tộc trưởng có thể sống với La Thu ở Thánh Địa Đại La nhiều năm như vậy sao? Tám cậu tặc còn lại không có khả năng không để ý đến. Một mình La Thu không ngăn nổi sự chất vấn của tám người liên thủ lại. Hắc Hồ nói, đó là vì họ không biết phu nhân của La Thu chính là tộc trưởng của hồ tộc. Trên thực tế, trước khi xuất hiện biến cố, ngay cả La Thu cũng không biết. La Thu chỉ biết lão tộc trưởng là hồ yêu chứ không biết là hồ tộc ở hồ tiên cảnh, lại càng không biết bà ấy là tộc trưởng của hồ tộc. Như vậy, người ngoài làm sao mà biết chứ? Như Hữu Đạo nói, là thù biết lão tộc trưởng là hồ yêu nhưng lại không biết là hồ tộc. Lời nói của ngươi không khỏi mâu thuẫn quá. Hồ yêu hồ tiên cảnh, ngoại trừ hồ tộc thì còn là cái gì nữa? La Thu không đến mức hồ đồ như vậy chứ. Hắc hồ lắc đầu, La Thu quen với lão tộc trưởng không phải ở hồ tiên cảnh mà là ở nhân gian các người. Như Hữu đạo hoài nghi hỏi, lối ra hai giới bị chấn giữ nghiêm ngặt, Lão tộc trưởng có thể tùy ý rời đi sao? Quỷ đầu đao lão đầu lên tiếng, việc này nói đến nhiều ít cũng có liên quan đến sư phụ thương tụng của ngươi. như Hữu đạo kinh ngạc, liên quan đến sư phụ của ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt Hắc Hồ hiện lên hoài niệm, tất nhiên là không thoát khỏi liên quan đến sư phụ của ngươi rồi. Bởi vì sư phụ của ngươi đã đả thông con đường nhân giới và hồ giới. Lão tộc trưởng tiếp xúc với nhân loại các ngươi, đọc qua thư tịch của con người, cộng thêm nhìn thấy tình cảm ân ái giữa Thương Tụng và Ly Ca, không khỏi mơ mộng về tình cảm nam nữ. Lão tộc trưởng vì thế mà hay lưu luyến, đã bảo hồ tộc chúng ta học theo nhân loại. Im lặng một hồi, y nói tiếp, nhớ lại lúc đó bên trong hồ tiên cảnh, ma giáo vẫn còn hiện hữu tại nhân gian ở thánh địa thiên ma, còn chưa bước chân vào hàng mũ mấy lão cầu tộc đó. Đối mặt với lời đe dọa cứ lặp đi lặp lại sẽ tiêu diệt toàn bộ hồ tộc của tám lão cầu tộc, hồ tộc ta không thể ra sức. Nhìn thấy tộc nhân phải sống chui nhủi trong đầm lầy để cầu sinh, để thay đổi cục diện lão tộc trưởng đã đưa ra quyết định trọng đại, quyết định đến nhân gian tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm được nơi ở của thương tụng. Mặc dù hy vọng rất nhỏ bé, nhưng lão tộc trưởng vẫn muốn thử một lần. Ý đại khái là, hồ tộc vì để yểm trợ lão tộc trưởng có tên là ngân cơ đến nhân gian, vì thế đã trả một cái giá rất lớn tổ chức tập kích, tiến đánh cửa vào hai giới. Kết quả không được thuận lợi cho lắm, chết không ít hồ tộc. Nhưng đối với hồ tộc mà nói, chỉ cần có thể thay đổi số phận bi thảm của hồ tộc, vì rất nhiều hậu nhân hồ tộc, ai cũng đồng ý tiếp nhận sự hy sinh này. chương 1487, Ngân Cơ 2 Cũng may cũng đã hiểm hộ thành công, hy sinh không ít cao thủ hồ tộc, im lặng để Ngân Cơ có thể trà trộn bên ngoài. Vì sao lại im lặng đưa ra? Là vì sợ Ngân Cơ đến thế gian, thế lực đơn bạc gặp phải sự vây quét. Đến lúc đó, ngay cả sự giúp đỡ cũng không có. Để sáng tạo hoàn cảnh an toàn cho Ngân Cơ, khi Ngân Cơ đi cũng không dám bại lộ thực lực thật sự. Nếu không, cũng không cần hy sinh nhiều hồ tộc như thế ở hồ tiên cảnh đối mặt với sự vây quét của đám cầu tặc đó để bảo vệ ngân cơ nàng đã vẫn không lộ ra chân dung vẫn luôn che giấu sau khi đến nhân gian ngân cơ cũng không lộ mặt thật đối với nhân gian nàng cũng không tính là lạ lẫm ít nhiều cũng có sự hiểu biết bởi vì khi thương tụng còn tại thế nàng nhiều lần theo thương tụng qua lại hai giới cũng biết một số chuyện của nhân gian sau khi đến nhân gian ngân cơ đến những chỗ mà thương tụng đã đi qua nhưng đã sớm cảnh còn người mất. Nàng nghe ngóng khắp nơi, nhưng không ai biết thương tụng đi đâu. Hơn nữa, đại quân các nước thế tục vẫn đang chém giết bốn phía. Tìm không thấy thương tụng, ngân cơ không cam tâm, không muốn đi một cách công cốc như vậy. Vì tộc nhân, nàng đã nghĩ ra một biện pháp khác. Lúc đó, ma giáo là một thế lực rất mạnh trong giới tu hành nhân gian. Ngân cơ muốn liên kết với ma giáo, vì thế đã gặp được hữu sứ ô thường của ma giáo. Ngay lúc đó, ma giáo vừa lúc phát sinh kinh biến giáo chủ ma giáo chết ô thường lại là nghĩa tử của giáo chủ nắm giữ quyền lên tiếng rất lớn trong ma giáo ngân cơ vì thế mà tìm đến gã hy vọng có thể kết giao với ô thường nhờ vào thế lực của ma giáo muốn kết giao thì phải thể hiện thành ý nhưng ngân cơ lại không dám tiết lộ mình là tộc trưởng hồ tộc ở hồ tiên cảnh tối thiểu cũng phải xem tình huống rồi mới tiến hành không có khả năng nói ngay nguồn gốc của mình ngay từ đầu nhưng tối thiểu vẫn phải có một điểm không thể che giấu chính là muốn kết giao không thể dáng dấp của mình ra sao cũng không biết. Ngân cơ tháo ngụy trang của mình xuống, lộ ra chân dung. Ô thường giống như gặp tiên, quá đẹp, gã chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào đẹp như vậy, hơn nữa khí chất của ngân cơ cũng không tầm thường, khiến gã không khỏi ngây người ngay tại chỗ. Ngân cơ đã biểu đạt thành ý, ô thường nhìn thấy, lập tức nổi sắc tâm, muốn ngân cơ trở thành người đàn bà của riêng mình, muốn chiếm hữu nàng ấy. Ngân cơ có tự ái của mình, đường đường là tộc trưởng hồ tộc, sao có thể để cho người ta tùy tiện khinh thường thực lực ô thường không hề tầm thường ngân cơ không thể không bại lộ thực lực khiến ô thường bị chấn nhiếp khi đó ngân cơ xem ô thường không phải là đối thủ của mình về sau nàng mới biết khi đó ô thường che giấu thực lực có thể trở thành một trong chín thánh để tám người kia không thể không chấp nhận sự tồn tại của gã thực lực của ô thường là có thể nghĩ lúc đó ô thường cam bái hạ phong thay đổi thái độ nguyện kết bái làm tỷ đệ với ngân cơ bởi vì thái độ trước đó của gã ngân cơ hơi cảm thấy phản cảm nhưng vì hồ tộc nàng đã đồng ý thế là kết bái tỷ đệ với ô thường nhưng ma giáo vì cái chết của giáo chủ mà gặp phải phiền phức lúc đó ma giáo với là thế lực lớn dưới chứng của phiêu miếu các trong giới tu hành sớm đã bị phiêu miếu các theo dõi giáo chủ chết khiến cho người trên dưới của phiêu miếu các phải kinh sợ bọn họ sợ người bên dưới áp chế không được ma giáo vì thế thánh tôn la thu của thánh địa đại la phải đích thân đến Thiên uy mà La Thu đem đến không một ai có thể cản nổi. Toàn bộ ma giáo đều nơm nớp lo sợ, Ô Thường thấp thỏm lo âu, bởi vì ngay lúc đó Ô Thường còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Để tự vệ, để ổn định La Thu, mà con người có đôi khi vì mạng sống, chuyện gì cũng có thể làm được, Ô Thường vì thế mà đã bán đứng Ngân Cơ, hiến nàng cho La Thu. Khi đó, Ngân Cơ còn chưa biết mình bị Ô Thường bán, cứ cho rằng việc gặp mặt La Thu chỉ là sự ngẫu nhiên. Nhìn thấy La Thu, Ngân Cơ giật nảy mình, Nàng không hề lộ chân dung của mình ở hồ tiên cảnh, La Thu không biết nàng, nhưng nàng lại biết La Thu, không nghĩ đến lúc này lại gặp được La Thu ở ma cung. La Thu nhìn thấy dung mạo của Ngân Cơ cũng dại ra, về sau chủ động tiếp xúc với nàng. Ngân Cơ bị ô thường lợi dụng mà không biết, tất nhiên là giúp cho tỷ đệ kết bái của mình nói mấy lời tốt đẹp. Nàng không nghĩ đến nàng rất có tác dụng, nàng vừa mới mở miệng, La Thu đang như lửa gặp mưa phùn, khí thế xét đánh lôi đình với ma giáo lại nhẹ nhàng buông tha, giúp cho ô thường thuận lợi tránh được một kiếp la thu rất tốt với ngân cơ tốt đến mức nó giống như một giấc mộng ngoại trừ hái sao trên trời chỉ cần ngân cơ muốn chỉ cần la thu có thể làm được không gì là ông ta không làm sau khi tiếp xúc với la thu ngân cơ mới biết người đàn ông này chưa từng tốt với bất kỳ người phụ nữ nào nàng chính là duy nhất ngân cơ vốn là người mềm lòng ai ngờ cuối cùng không kìm lòng được rơi vào lưới tình đây là lần đầu tiên nàng ở với đàn ông cũng là lần đầu tiên nàng được đàn ông đối xử tốt như vậy. Nàng đã cảm nhận được sự tốt đẹp trong tình yêu nam nữ mà trong sách hay miêu tả. Điều này khiến Ngân Cơ vừa hưởng thụ vừa sợ hãi, sợ cái cảm giác mất đi lý trí này. La Thu rất nhanh cầu hôn nàng, hy vọng nàng gả cho ông ta. Ngân Cơ nói cho ông ta biết nàng là hồ yêu, ông ta là tu sĩ nhân loại, bọn họ không thích hợp, nhưng La Thu nói không sao, vẫn quyết định cưới nàng, không quan tâm những thứ này. Ngay từ đầu, ngân cơ vốn đang sợ hãi vẫn một mực từ chối nhưng lại không cách nào thoát khỏi la thu về sau đối mặt với sự tấn công của la thu ngân cơ đã thật sự luân hãm khó mà từ chối tài nguyên mà la thu có thể chi phối quá to lớn trong thế gian này quả thật không có gì là la thu không làm được mộng đẹp như thế đoán chừng rất khó có cô gái nào có thể chống đỡ được cuối cùng ngân cơ đành nhượng bộ đưa ra cho mình một lý do để chấp nhận lời cầu hôn là vì hồ tộc nếu có thể được La Thu trợ giúp, nàng có thể hóa giải khốn cảnh của hồ tộc. Nàng có suy nghĩ này cũng là vì La Thu quá tốt đối với nàng, tốt đến mức khiến nàng sinh ra ảo giác, cảm thấy nếu nàng ở cùng với La Thu, ông ta sẽ giúp nàng. Thế là Ngân Cơ đồng ý gả cho La Thu, cùng La Thu quay lại hồ tiên cảnh. Hai người kết hôn ở thánh địa Đại La, trong thời gian ân ái, tình cảm nam nữ, nhục dục xen lẫn, đủ loại cảm giác tốt đẹp khiến mọi người chỉ cảm thấy muốn trở thành nguyên ương không cần trở thành tiên đó chính là thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời ngân cơ nhưng sự lo lắng vẫn luôn tiềm ẩn dưới đáy lòng ngân cơ nàng không cách nào mở miệng nói ra thân phận thật sự của mình nàng rất muốn nói thật nhưng rồi lại sợ mất đi tình cảm tốt đẹp này lo được lo mất sau khi gả cho la thu rồi tiếp xúc được một số sự việc nàng biết chuyện không đơn giản như nàng đã nghĩ không phải nàng trở thành vợ của la thu thì ông ta có thể giúp nàng có một số việc ngươi không cách nào làm chủ còn có áp lực của những người khác việc đã đến nước này nàng chỉ có thể chờ đợi hy vọng có thể tìm được một cơ hội thích hợp để mở miệng mặc dù gả cho la thu nàng nhận được rất nhiều chỗ tốt nhưng nàng không quên sứ mệnh hồ tộc trên lưng mình nhờ thân phận phu nhân la thu nàng đã âm thầm trợ giúp hồ tộc khi biết được tin tức nàng sẽ âm thầm mật báo cho hồ tộc giúp hồ tộc nhiều lần thoát khỏi mưu đồ bị vây quét đương nhiên hồ tộc cũng chờ mong sau khi tộc trưởng trở thành phu nhân của la thu có thể giúp hồ tộc hóa giải khốn cảnh sau khi Ngân Cơ và La Thu trở thành vợ chồng, sống một cuộc sống hạnh phúc nhiều năm. chương 1488, vô tình khiến khách đa tình khổ. Nhiều năm như vậy rồi, La Thu đối đãi với nàng vẫn giống như lúc ban đầu, chưa bao giờ thay đổi. Một người cao cao tại thượng không dễ động tình như ông ta, một khi động tình thì chính là thâm tình. Ngân Cơ thường xuyên cảm khái, nếu không có ân oán kia thì tốt biết bao nhiêu. Về sau phát sinh một việc vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, Ngân Cơ có thai việc này chính bản thân ngân cơ cũng không nghĩ đến không nghĩ giữa người và yêu lại có thể tạo ra một sinh mệnh chính bởi vì không nghĩ đến khả năng này cho nên khi ân ái cũng không hề có phòng bị nhiều năm qua không phòng bị lại không có chuyện gì bây giờ đột nhiên lại phát sinh la thu cũng cảm thấy bất ngờ bản thân ông ta cũng không biết nên vui hay nên buồn trong lời nói của la thu có ẩn ý dường như hy vọng ngân cơ bỏ đứa bé này bởi vì la thu không biết hai người sẽ tạo ra cái thứ gì nữa là người hay là yêu hoặc là quái vật. Vạn nhất xuất hiện cái khiến cho người ta khó mà đối mặt thì phải làm sao bây giờ? Nhưng ngân cơ lại không có cách nào ra tay với cốt nhục trong bụng của mình. Không nói đến chuyện tình cảm, mà trong hồ tộc không có chuyện giết chết cốt nhục ngay khi còn trong bụng. Thấy ngân cơ không chịu, La Thu đành phải chiều theo nàng. Về sau đứa con được sinh ra, một chút dị tưởng cũng không xuất hiện, là một người bình thường, không hề bị yêu tộc ảnh hưởng, cũng không phải quái vật, là một đứa bé rất đáng yêu. Không còn lo lắng nữa, la thu mừng như điên bản thân ngân cơ cũng cảm thấy vui la thu rất tốt với đứa con của mình đối với ngân cơ lại càng tốt cũng chính vì vậy ngân cơ cho rằng đã có đứa bé đó chính là cơ hội có một lần trong lúc la thu đang ôm đứa bé chơi đùa ngân cơ đã nói thật chân tướng la thu chấn động ngay tại chỗ cũng vào lúc đó mộng đẹp của ngân cơ đã tan vỡ lần đầu tiên hai người cãi nhau trước kia la thu cái gì cũng làm cho nàng và đây cũng là lần đầu tiên Ngân Cơ khóc trước mặt La Thu. La Thu hỏi Ngân Cơ vì sao lại lừa ông nhiều năm như vậy. Ngân Cơ thì hỏi ông ta, khi ông cầu hôn, không phải đã nói không để ý đến xuất thân của nàng sao. La Thu rất tức giận, cảm giác sụp đổ, nói không quan tâm và người gạt ta không phải một chuyện. Ông ta đã tin tưởng nàng, bảo vệ nàng như vậy, thế mà nàng lại gạt ông ta, xem ông ta là đồ ngốc nhiều năm như thế. Ông ta còn lôi ô thường đã trở thành một trong chín thành gia hỏi có phải ngay từ đầu Ngân Cơ đã âm mưu với ô thường hay không? Ngân Cơ giải thích không có, nói về sau nàng mới biết được nàng bị ô thường lợi dụng, nói ô thường cũng không biết thân phận thật sự của nàng. Nếu không, ô thường khẳng định đã lấy chuyện này ra làm nhược điểm của nàng. Một khi lòng tin đã bị phá vỡ, dường như rất khó lấy lại được. Mặc kệ Ngân Cơ nói cái gì, La Thu cũng không tin. Ngân Cơ nói là sự thật, La Thu lại bảo Ngân Cơ ẩn tàng quá sâu la thu đã đoán được vì sao kế hoạch vây quét hồ tộc vốn đã được bố trí tỉ mỉ lại thất bại thì ra gian tế ở bên cạnh ông ta là người mà ông ta tin tưởng nhất la thu hỏi ngân cơ đây có phải nguyên nhân nàng xuất hiện bên cạnh ông ta hay không la thu còn đem chuyện có con ra nói nói ngân cơ sớm không nói muộn không nói sau khi có con lại nói rõ ràng là có mưu đồ từ trước lúc đó la thu giống như dã thú bị chọc giận ngân cơ chưa bao giờ nhìn thấy la thu tức giận như vậy La Thu ra tay không những với ngân cơ mà còn đối với người khác, giết tất cả những ai nghe được cuộc đối thoại này, bao gồm hai đồ đệ của ông ta. Về sau, La Thu cho ngân cơ một lựa chọn, ông ta nói ông ta không tin vào lời giải thích, chỉ tin vào sự thật, đồng ý cho ngân cơ một cơ hội, nhưng nhất định phải đưa ra một lựa chọn. Nếu ngân cơ thật lòng với ông ta và con gái, vậy thì hãy từ bỏ hồ tộc, hỗ trợ ông ta tiêu diệt hồ tộc, chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Ông ta và đứa con cùng với hồ tộc là hai bên khác nhau, chỉ có thể chọn một. Ngân cơ không chịu, bên nào cũng không muốn bỏ. Nàng không muốn từ bỏ gia đình của mình, cũng không muốn từ bỏ tộc nhân của mình, còn xin La Thu hãy nể tình cảm vợ chồng mà giúp đỡ hồ tộc, hóa giải ân oán giữa hồ tộc và tu sĩ nhân loại. Kết quả, La Thu đã phất tay bỏ đi. Về sau, hẳn là La Thu đã chuẩn bị xong hết thảy. Có lẽ không muốn người khác biết được chân tướng, La Thu đã đem đứa con ra làm con tin dù ngân cơ đến một chỗ vắng một lần nữa bước ngân cơ đưa ra lựa chọn ngân cơ không theo la thu lại đưa ra một lựa chọn khác lấy đứa con ra áp chế hỏi nàng sống hay là con sống nàng hãy lựa chọn đi dù sao ngân cơ cũng đã sống với la thu nhiều năm nhìn thấy được thủ đoạn ra tay của ông ta ít nhiều cũng hiểu rõ cách làm người của ông ta nàng biết la thu đem con ra bước nàng chính là lần thăm dò sau cùng một khi nàng lựa chọn từ bỏ đứa con chút nhân từ còn sót lại của la thu sẽ không còn gì nữa tất sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt ra tay hạ sát không bỏ qua cho nàng nàng vốn không phải là đối thủ của la thu huống chi trong tay la thu còn có đứa con làm con tin ngân cơ thương tâm rất nhiều biết la thu dẫn nàng đến đây chính là quyết tâm muốn nàng đưa ra lựa chọn sau cùng nàng không thể phản bội tộc nhân của nàng câu nói sau cùng của nàng chính là muốn la thu chăm sóc đứa con cho thật tốt ngân cơ lột mắt dọc của mình xuống đối với hồ tộc vứt bỏ mắt dọc đồng nghĩa với mất mạng nàng ném mắt dọc xuống Lảo đảo bỏ đi, La Thu ôm đứa con không nói gì, cũng không truy sát. Nghe xong câu chuyện cũng không thể nào tưởng tượng này, như Hữu Đạo lắc đầu, vô tình khiến khách đa tình khổ. Hắn cũng không biết nói ai đúng ai sai, nhưng hắn biết, đứng trên lập trường hồ tộc họp một người phụ nữ, khẳng định là người đàn ông kia vô tình. Hắc Hồ phản bác, cái gì gọi là đa tình, ngươi cho rằng hồ tộc chúng ta giống loài người các ngươi? Con gái hồ tộc trước giờ vẫn luôn trung thủy, khi chồng hoặc vợ chết người còn lại từ đầu đến cuối sẽ làm bạn trước ngôi mộ, tuyệt không tái giá, sợ mình tâm trí không kiên, thậm chí còn chặt đứt tay chân của mình, để cho mình không đi được nữa. Con gái hồ tộc đã chọn ai sẽ không tùy tiện thay đổi, không giống như nhân loại các ngươi tam thê tứ thiếp vẫn còn chê ít. Như hữu đạo khoát tay, không tranh luận với y chuyện này nữa, đối với hồ tộc, mất mắt dọc đồng nghĩa với mất mạng, vì sao lão tộc trưởng vẫn còn. Hắc hồ nói, điều này phải cảm ơn sư phụ của ngươi nghiêu hữu đạo ngạc nhiên sư phụ của ta hắn không hiểu không phải thương tụng đã mất tích nhiều năm rồi sao không thể có chuyện thương tụng xuất hiện lần nữa để cứu người hắc hồ thở dài khi đó ta còn chưa hóa thành hình người vừa lúc ta đang gánh vác trách nhiệm làm chân chạy việc cho lão tộc trưởng ở thánh địa đại la với hồ tộc sau khi lão tộc trưởng bị tai nạn gặp được ta sợ mình không kiên trì trở về được nữa hồ tộc có thể hóa hình không nhiều vì thế đã đem tinh huyết hóa hình rót cho ta tộc trưởng hồ tộc phải có huyết mạch truyền thừa của lão tộc trưởng nhất mạch sẽ gánh chịu trách nhiệm bảo vệ hồ tộc lão tộc trưởng cũng không thể gọi la phương phỉ về làm tộc trưởng được vì vậy có được tinh huyết truyền thừa của người ta có thể hóa hình cũng chính vì thế mà được mọi người đề cử thành tộc trưởng nói đến đây thì cảm thấy ngại quá một trường lão hồ tộc nói tộc trưởng không cần hổ thẹn nếu không phải người không tiếc mọi thứ trước khi lão tộc trưởng tắt thở mang được bà ấy về tính mệnh của lão tộc trưởng đã không còn giữ được toàn tộc đều phải cảm ơn người. Vị trí tộc trưởng này, người nhận rất xứng đáng. chương 1489, sự nghi ngờ nan giải một Hắc hồ lắc đầu, nói cho cùng vẫn là tu vi của lão tộc trưởng cao thâm nên mới trụ được lâu như vậy, không thì cũng không kéo đến lúc được ta mang về. Trước đây, khi thương tụng lui tới hồ tộc, đã từng đưa một viên kim đan mà ông ấy thu thập linh thảo trong thiên hạ, tự mình luyện chế cho hồ tộc, nói rằng đây chính là kim đan bảo mệnh. Không quan tâm vết thương nặng đến cỡ nào, chỉ cần không tắt thở là có thể cứu sống. Với năng lực hiệu lệnh thiên hạ như thương tụng mà cũng không luyện chế được bao nhiêu linh đan, tất nhiên nó đã được hồ tộc cất giữ như bảo vật. Sau khi ta mang lão tộc trưởng thoi thóp trở về, các trưởng lão lập tức sử dụng viên kim đan đó, rốt cuộc đã bảo vệ được tính mạng của lão tộc trưởng. Lần đó, lão tộc trưởng hôn mê đến một năm mới tỉnh lại, tỉnh lại không bao lâu thì lại hôn mê, cứ kéo dài mãi không dứt. Hàng năm chỉ có thể tỉnh lại một lần, thời gian tỉnh lại cũng không được bao lâu, lại phải hôn mê thêm một năm. Nếu không phải gặp chuyện trọng đại lần này, ta cũng không quấy dày bà ấy. Đây cũng là nguyên nhân người có cơ hội cưỡng ép lão tộc trưởng. Hơn nữa, sau khi lão tộc trưởng bị thương, đã không còn hóa hình được nữa. Như hữu đạo bừng tỉnh, thì ra thương tụng đã để lại một đại ân rất lớn. Khó trách khi Ngân Hồ phát hiện hắn có liên quan đến thương tụng, lập tức hạ thủ lưu tình. Điều này cũng đã giải mối nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn cũng biết tại sao ngân hồ trong thời khắc quan trọng lại hôn mê, thì ra trong đó có ẩn tình. Hắc hồ bỗng buông tiếng thở dài, có lẽ là hồ tộc ta tự mình đa tình. Lão tộc trưởng đã nói, bà ấy không oán la thu. Nhưng một người có thể dùng chính con gái của mình làm con tin, không phải lan tâm cẩu phế thì là cái gì? Ngụ ý là không hiểu ngân cơ nghĩ như thế nào, như hữu đạo chống kiếm mà đứng, hắn không đưa ra bất kỳ đánh giá nào cho việc này. Trước giờ hắn hầu như không đưa ra phán đoán ai đúng ai sai ai nhìn đúng ai nhìn sai ai hận ai ai oán ai rất nhiều chuyện nói không rõ ràng mọi người có lập trường của mọi người có góc nhìn của mọi người cứ so đo việc ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa đó chính là cách luận sự của hắn từ trước đến nay nhưng có một việc hắn có thể xác định trước kia la thu chỉ sợ đã động chân tình với ngân cơ đương nhiên có một số việc hiểu rõ là được hắn chẳng muốn dây dưa quá nhiều vào việc này nhưng có một chuyện hắn rất tò mò tinh huyết của lão tộc trưởng có thể giúp cho ngươi hóa hình về sau lão tộc trưởng cũng đã giữ được tính mạng tại sao ngươi lại không trả tinh huyết lại cho bà ấy hắc hồ đáp nếu có thể làm được còn cần ngươi nhắc nhở sao tinh huyết hóa hình nhờ vào quả hồ tiên hóa hình thì hóa hình nhưng không có năng lực tái tạo trùng sinh lão tộc trưởng vốn đã bị thương cơ thể khiếm khuyết có tinh huyết hóa hình cũng vô dụng thôi trừ phi lão tộc trưởng có thể ăn quả hồ tiên tái tạo nhục thân từ đó mới khôi phục lại bình thường. Dường như sợ người ngoài hiểu lầm tộc trưởng là người ích kỷ, Liêm Đao lão đầu vội giải thích một câu, ban đầu hồ tộc không quá lo lắng về việc có được quả hồ tiên. Hầu như người nào cũng có thể hóa hình, nhưng từ khi hồ tộc mất đi nơi sinh trưởng quả hồ tiên, phần lớn đã trở thành loài chẳng khác nào dã thú. 12 vị trưởng lão chúng ta sở dĩ có thể hóa hình, đều là vì chúng ta có được tinh huyết hóa hình truyền thừa từ đời trước. Nhưng tinh huyết hóa hình truyền qua từng đời, hiệu quả sẽ yếu bớt mấy phần đến đời thứ ba sẽ không còn hiệu quả nữa. Đây là vì sao lão tộc trưởng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chạy đến nhân gian tìm sư phụ của ngươi. Như hữu đạo rất giỏi nắm bắt mấu chốt của vấn đề. Hắn nhìn mọi người, hỏi, 12 vị trưởng lão. Hiểu ý của hắn, liêm đao lão đầu giải thích, chín cầu tặc tiến hành rèn luyện gì đó, chúng ta không có khả năng cứ trốn ở trong nhà, còn có một số người đang tỏa chấn chỉ huy bên ngoài. Như hữu đạo ừng một tiếng, hồ tộc còn bao nhiêu người có thể hóa hình. Liêm đao lão đầu lắc đầu than thở, bây giờ chỉ có 13 người chúng ta. Như hiểu đạo không hiểu, không đúng, năm đó, hầu như hồ tộc nào cũng có thể hóa hình, lại có truyền thừa tinh huyết hóa hình, tại sao bây giờ chỉ có 13 người? Liêm đao lão đầu đáp, ngươi cho rằng 9 cầu tặc đó đuổi cùng giết tận hồ tộc chúng ta là chuyện đùa. Hồ tộc ta mấy lần thiếu chút nữa bị diệt tộc mới chạy trốn đến nơi này. Rất nhiều hồ tộc mà ngươi thấy bây giờ đều được sinh ra sau đó. Thực lực hồ tộc mới rất yếu, khó mà sử dụng cho những trận quy mô lớn. Thế hệ trước dám tự tiện truyền tinh huyết hóa hình cho sao? Lần trước, vì đưa lão tộc trưởng đến nhân gian, cao thủ hồ tộc đã tổn thất rất nặng nề, chỉ còn lại những người chúng ta. Nếu không phải nguy hiểm cho việc truyền thừa, tại sao lão tộc trưởng lại dám tùy tiện gả cho La Thu, hy vọng nhận được sự trợ giúp của La Thu chứ? Có người cam hận nói, đáng hận nhất chính là, đám cầu tạc đó đã phá hủy rất nhiều quả hồ tiên. Quả hồ tiên nghìn năm mới có thể trưởng thành và kết quả. Nhiêu hữu Đạo nói, bọn họ có thể làm ra mấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ, ngược lại cũng không nhằm vào hồ tộc các ngươi không thôi. À, ta nghe được một tin đồn không biết là thật hay giả. Nghe đồn tuổi thọ của hồ tộc chỉ có 500 năm, nhưng lão tộc trưởng quen biết thương tụng lúc trước cũng đã là tộc trưởng rồi chứ. Ý trong lời nói nghe qua là hiểu, thương tụng biến mất nhiều năm như vậy, như vậy tuổi thọ của lão tộc trưởng không chỉ 500 năm. Hiển nhiên hắn đang hoài nghi lời nói của bọn họ có vấn đề. Hắc hồ đáp, nhất mạch của lão tộc trưởng không giống hồ tộc khác. Chúng ta chỉ có 500 năm tuổi thọ, nhưng nhất mạch của lão tộc trưởng lại đạt đến ngàn năm. Đây cũng là lý do vì sao nhất mạch của lão tộc trưởng từ đầu đến cuối đều trở thành tộc trưởng thủ hộ hồ tộc. Nhưng nhất mạch của lão tộc trưởng còn có một điểm đặc biệt khác, chính là trong cuộc đời chỉ sinh nở được một lần. Về sau có nghĩ bất cứ biện pháp nào, mặc kệ nam hay nữ đều không thể sinh lần thứ hai. Nghiêu hiểu đạo sửng sốt, hỏi do, lão tộc trưởng đã sinh La Phương Phỉ, đây chẳng phải. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng tin rằng tất cả mọi người đều hiểu. Nhất mạch của lão tộc trưởng chẳng phải đã đứt đoạn truyền thừa. Dường như đã đoán đúng, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ chán nán. Như hiểu đạo cảm thán, nhiều ít cũng hiểu được vì sao lúc trước La Thu không muốn đứa bé mà ngân cơ lại giữ lại. Chỉ là La Phương Phỉ không có khả năng tiếp nhận truyền thừa nhất mạch. Chủ đề lại vì vậy mà quay trở lại La Phương Phỉ hắc hồ hít sâu một hơi thở dài những gì không nên nói cũng đã nói với ngươi ngươi cũng biết vì sao chúng ta không cho ngươi động đến la phương phỉ lão tộc trưởng chỉ có một đứa con gái này mặc kệ la phương phỉ đã làm gì hồ tộc đều không hy vọng lão tộc trưởng tuyệt hậu mặc kệ đã làm gì một suy nghĩ lóe lên trong đầu ngưu hữu đạo hắn nghi ngờ hồ tộc đánh chủ ý lên la phương phỉ chẳng lẽ bọn họ muốn la phương phỉ truyền dài truyền thừa cho hồ tộc hay sao đương nhiên suy nghĩ này chỉ ở trong đầu Ngoài mặt hắn vẫn gật đầu, đã nói đến nước này rồi, nếu ta còn kiên trì thì chính là không nể mặt hồ tộc. Được rồi, hôm nay, trước mặt tộc trưởng và các vị trưởng lão, ta cam đoan không động đến La Phương Phỉ. Mọi người nghe xong, không khỏi thả lỏng một hơi, như hữu đạo thuận miệng nói, vậy các ngươi hãy giúp ta tìm được Ngao Phong. Hắc Hồ gật đầu, việc này thì dễ xử lý thôi. Chỉ cần gã còn ở hoang trạch tử địa, chúng ta sẽ có thể tìm được gã, giúp người an bài mọi chuyện. Sự việc chính là như vậy. Hồ Tộc hỏi thăm về tình hình rèn luyện, còn có quan hệ với Ngân Nhi. chương 1490, sự nghi ngờ nan giải khai. Bởi vì bọn họ lo lắng, năm đó khi Ngân Cơ ra ngoài tìm kiếm manh mối thương tụng, cũng không nghe được tình huống của Ngân Nhi. Bọn họ không biết Ngân Nhi vẫn còn, lại không rời đi với vợ chồng thương tụng, nhưng vì sao nhiều năm như vậy mà vẫn không xuất hiện. Theo bọn họ biết, điệp mộng huyễn giới sẽ theo một thời gian nhất định mà mở ra. Nếu Ngân Nhi vẫn còn, dựa vào thực lực của nàng ta, tại sao một chút động tính cũng không có tùy ý để chín thánh quật khởi bọn họ không hoài nghi thân phận truyền nhân thương tụng của nghiêu hữu đạo đủ chứng cứ chứng minh nghiêu hữu đạo tu luyện chính là càn khôn quyết của thương tụng nhưng chuyện của ngân nghi lại không thích hợp với suy nghĩ của bọn họ bọn họ không thể không hoài nghi bên trong có cái gì đó kỳ lạ dù sao truyền nhân thương tụng cũng chỉ là truyền nhân không phải bản thân thương tụng lòng người khó lường nghiêu hữu đạo chưa chắc là người tốt mà bọn họ nghĩ đối với điều này ngoại trừ một số bố trí, như hữu đạo không còn lời nói dối nào khác. Hắn nói khi nhìn thấy Ngân Nhi, nàng đang bị phong tỏa trong một trận pháp. Thánh la sát tồn tại dưới hình thức Ngân Nhi mà ai cũng không biết, lục thân không nhận. Hắn học được càn khôn quyết, hóa giải yêu lực trên người Ngân Nhi, giúp nàng khôi phục bình thường, sau đó mới biết hắn đã học được truyền thừa của thương tụng. Hắn nói với hồ tộc, hắn đã từng đem Ngân Nhi ra ngoài. Ngân Nhi đã sống bên cạnh hắn một thời gian, nhưng lúc trước hắn phải đến bí cảnh thiên đô, thời gian quá dài sợ không thể kịp thời trở về hóa giải yêu lực cho Ngân Nhi, như vậy sẽ xảy ra chuyện, vì thế mà hắn đã đưa Ngân Nhi trở lại. Về phần tình huống của Ngân Nhi lúc này thì hắn không biết. Tại sao điệp mộng huyễn giới lại mặc cho người ta ra vào? Đám người hồ tộc lại hoài nghi, như hữu đạo vội vàng giải thích hắn lợi dụng quan hệ với vạn thú môn, nói chiều kính của vạn thú môn cũng đến đây. Mà người biết bên cạnh hắn có Ngân Nhi cũng không ít, bảo bọn họ cứ việc xác minh, nhưng tạm thời không cho bọn họ động đến chiều kính. Bây giờ còn chưa biết tình huống rèn luyện tiếp theo sẽ như thế nào, bên cạnh hắn có thêm người cũng không phải chuyện xấu. Hai bên lại nói chuyện thêm một lát, mặc dù hồ tộc vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng đã hiểu nhiều chuyện hơn. Bởi vì bọn họ nghe lão tộc trưởng nói, Ngân Điệp Nhi bên cạnh thương tụng chính là một người rất ham ăn, có thể ăn không ngừng nghỉ. Cũng thông qua cuộc nói chuyện lần này, nhiều hữu đạo mới biết được phu nhân của thương tụng cũng chính là hoàng hậu nước Vũ Ly Ca lại không biết càn khôn quyết. Lần này, hai bên dường như đã hiểu ra vì sao ngân nhi lại bị phong tỏa hồ tộc nói thương tụng mất tích trước ly ca mất tích sau sau khi thương tụng mất tích ly ca đã đến hồ tiên cảnh tra xét đã nói chuyện qua với ngân cơ không có cản khôn quyết hóa giải yêu lực trong cơ thể ngân nhi ngân nhi trong tình huống mất khống chế khó mà mang theo như người bình thường được vậy thì nhốt lại hay là giết đây chỉ sợ là nguyên nhân chính ngân nhi bị phong tỏa nếu không phải không còn biện pháp bọn họ cũng không để cho thân tín của mình chịu cảnh như vậy. Nói cách khác, bố trí đại trận phong tỏa không phải thương tụng. Cũng không phải thương tụng phong tỏa Ngân Nhi mà là Hoàng hậu Ly Ca. Nói cách khác, những bố trí về sau đều là Ly Ca làm. Nghiêu hữu đạo không khỏi nghĩ đến thương kính, còn có tấm kính đồng đưa hắn đến thế giới này. Hắn cao mày suy nghĩ, khó mà nghĩ thông được chuyện gì. Đám người hồ tộc lại cảm thán không thôi, không nghĩ đến Ngân Điệp Nhi lại bị nhốt trong cái hộp sắt mấy trăm năm, tạm biệt, một đám người tiến nghiêu hữu đạo ra cổng địa cung. Hắc hồ chợt hỏi, người không hỏi tên của ta, người không muốn biết sao. Nghiêu hữu đạo cười nhạt, chờ các người thật sự tin tưởng ta, cảm thấy an toàn thì sẽ tự động nói cho ta biết. Hắn ngẩng đầu nhìn ba chữ kỳ quái trên cửa động, đây là chữ viết của hồ tộc các ngươi sao. Hắc hồ đáp đúng, là thương tụng đích thân khắc, mỗi lần chuyển đến chỗ ở khác, chúng ta đều mang theo. Nghiêu hữu đạo cười nói, sư phụ của ta hiểu chữ viết của hồ tộc các ngươi. Hắc hồ đáp, chẳng những sư phụ ngươi, ngay cả sư nương của ngươi cũng biết. Khi thương tụng đã thông giới này, vì ngôn ngữ không thông, giao lưu không tiện nên phát sinh một số hiểu lầm. Về sau, để dễ dàng giao tiếp, vợ chồng thương tụng đã học hồ ngữ chúng ta. Lão tộc trưởng lúc đó cũng học tiếng nhân loại các người, về sau mới truyền bá rộng rãi cho hồ tộc. Nghiêu hiểu đạo thuận miệng hỏi thêm một câu, được rồi, đưa đến đây thôi. Vạn nhất bị người ta nhìn thấy chúng ta cũng không tốt. Hắc hồ nói, vậy thì không thể tiến xa hơn được nữa. Nghiêu Hữu đạo chắp tay, cứ thế mà đi, sau đó trốn vào trong đống bùn nhão. Hắc hồ đứng ngay cửa động quay sang nhìn xung quanh, nơi này đã bị bại lộ, không thích hợp ở lâu, mau triệu tập tộc nhân đổi chỗ. Hiển nhiên bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Nghiêu Hữu đạo, vì thế không dám mạo hiểm an toàn của hồ tộc. Nghiêu Hữu đạo từ trong đống bùn chui ra, phát hiện hắn đang đứng trên một ngọn núi chẳng có gì đặc biệt. Dưới chân hắn chính là hang ổ của hồ tộc, thâm tàng dưới lòng đất. Nưu Hữu đạo lấy quyển địa đồ trong tay, định ra vị trí, sau đó đối chiếu phương hướng trên bản đồ rồi rời đi. Thành Vạn Tượng, trong một quán rượu có tiếng lâu năm, một số đệ tử vạn thú môn đang ăn uống ở đó. Triệu Thắng Hoài cũng có mặt, một tiểu nhị bước đến, thấp giọng thì thầm bên tai Triệu Thắng Hoài. Lông mày Triệu Thắng Hoài cao lại, ánh mắt lóe lên sự vui mừng. Gã đặt chén rượu trong tay xuống, đứng lên nói với đám người đối diện, ta đi tiểu một lát dứt lời gã quay người bước đi triệu thắng hoài đi theo tiểu nhị vào nội viện quán rượu gã nghi ngờ nhìn chung quanh ông chủ đâu tiểu nhị cười đáp mấy chuyện này ngài không định để cho gia lão của ta tận mắt nhìn thấy chứ người đang ở trong phòng chờ ngài nói xong ngón tay của hắn ta chỉ về phía một gian phòng triệu thắng hoài nhìn sang ánh mắt lại hiện lên sự vui mừng đưa tay vỗ vai tiểu nhị nói cho ông chủ các người biết ta không thiếu chỗ tốt cho ông ta đâu dứt lời gã nhanh chân rời đi đến cửa triệu thắng hoài chỉnh lại quần áo sau đó đẩy cửa vào gã nhìn thấy một cô gái đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm liền lên tiếng gọi xuân hương đồng thời trở tay đóng cửa bóng lưng thướt tha của cô gái vẫn không nhúc nhích triệu thắng hoài bước đến phía sau lưng nàng nhìn dung nhan trong tấm gương hai tay nâng lên đặt lên vai cô gái xuân hương lời còn chưa nói hết gã đột nhiên phát hiện có điểm bất thường nhưng đã muộn rồi phía sau lưng gã giống như bị thứ gì đó đánh trúng vừa định há miệng sau lưng đột nhiên xuất hiện một người bịt miệng gã lại một người khác từ sau tấm rèm nhảy ra nhanh chóng ra tay điểm liền mấy phát trên người triệu thắng hoài hoàn toàn chế trụ gã cô gái đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm bị đụng vào dường như ngồi không vững thân hình nghiêng sang một bên người đang chế trụ triệu thắng hoài vội ra tay đỡ người phụ nữ kia nhẹ nhàng đặt nàng ta ghé vào bàn trang điểm không để phát ra động tĩnh gì hai mắt triệu thắng hoài lóe lên không nghĩ đến có người to gan như vậy lại dám làm chuyện này trước mắt phản thú môn. Nhưng cũng trách gã thấy sắc liền mở mắt, nếu không, sao có thể để cho đối phương có cơ hội ra tay như vậy, ngay cả hô kêu cứu cũng không kịp, khiến gã hối hận không thôi. Cô gái trước mắt là con gái ông chủ quán rượu, mặc dù tư sắc cũng được, nhưng trong tình huống bình thường còn chưa đáng gã để mắt đến. Nhưng sau khi xảy ra chuyện với nhiều hiếu đạo, chiều kính quản thúc gã chặt chẽ, phạm vi hoạt động của gã nhiều nhất cũng chỉ đi dạo quanh vạn thú môn, cũng không thể phong hoa tuế nguyệt như trước. Nữ đệ tử đồng môn thì không tiện làm loạn, đủ thứ không tiện đã khiến gã để ý đến con gái ông chủ quán rượu này. Chương 1491, gợn sóng quỷ quyệt. Nhưng ông chủ vẫn không đồng ý, người trong thành Vạn Tượng cũng không phải người bình thường bên ngoài. Bối cảnh xuất thân phần lớn đều có liên quan đến Vạn Thú môn, đa phần là hậu nhân của đệ tử Vạn Thú môn không thể tu luyện định cư tại chỗ này. Thành Vạn Tượng tất nhiên có quy củ của Vạn Thú môn quản lý. Triệu Thắng Hoài thấy cứng quá không được lại chuyển sang uy bước lợi dụng nhưng ông chủ vẫn không chịu, không nghĩ đến hôm nay ông chủ lại thức thời đồng ý, gã vội vàng chạy đến đây để khoái hoạt, ai ngờ lại gặp phải kết quả này. Người mới xuất hiện lấy ra một cái bao tải, người chế trụ triệu thắng hoài đột nhiên ra tay, một phát phận cổ của gã. Một tiếng rắc giòn vang, cổ của triệu thắng hoài trực tiếp bị bẻ gãy. Triệu thắng hoài mở to mắt, không ai biết gã đang suy nghĩ chuyện gì, đầu gục xuống, chính gã cũng không biết vì sao mình chết người cầm bao tải trong tay mở miệng bao tải ra chụp xuống đầu của triệu thắng hoài sau đó vác lên trên lưng người ra tay đi ra ngoài trước sau khi nhìn thấy bên ngoài không có gì bất thường liền vẫy tay ra đằng sau hai người nhanh chóng xuyên qua đình viện xung quanh nhảy ra thêm ba người một nhóm từ cửa sau mà ra trực tiếp ném bao tải lên xe ngựa đang chờ bên ngoài mọi người nhanh chóng chui lên xe ngựa rời đi mọi việc tiến hành từ đầu đến cuối không hề phát ra động tĩnh gì xe ngựa ra khỏi thành chạy trên đường lớn, trên con đường núi, mấy người trên xe ngựa lần lượt nhảy xuống, khiêng bao tải chạy vào trong núi sâu. Vút, mã phu dơ roi quất vào mông ngựa, còn mình thì từ trên xe bay xuống, để lại chiếc xe trống không cho con ngựa kéo đi, cũng không ai biết nó sẽ chạy đến chỗ nào. Người này tụ họp với những người kia ở sâu trong núi, đem bao bố đã được cột tảng đá, bao gồm thi thể bên trong cùng nhau chìm vào sâu trong hồ. Về sau, đám người này lại trốn vào thâm sơn, rất nhanh có hai con phi cầm bay lên không trung khi đã bay được một khoảng cách xa sáu người khống chế phi cầm tháo mặt nạ xuống một người trong đó chính là vu chiếu hành cũng chính là người đã dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai ra tay với triệu thắng hoài đoạn hồ cũng có đi cùng bốn người còn lại là đệ tử ngũ lương sơn tại sao nghiêu hữu đạo lại muốn giết chết triệu thắng hoài vu chiếu hành không biết nhưng ông ta biết loại chuyện này vốn người khác cũng có thể làm được nhưng cần người có cấp bậc như ông ra tay có thể thấy được triệu thắng hoài liên lụy rất trọng đại như hữu đạo nhất định phải giết chết gã. Đoạn hổ thì biết được vì sao đạo gia lại giết chết triệu thắng hoài. Việc đạo gia cấu kết với ông cháu triều thị không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thật ra suy nghĩ này đã sai. Nguyên nhân khiến Ngưu Hữu Đạo không thể không ra tay chính là Triệu Thắng Hoài đã tận mắt nhìn thấy viên cương khống chế bướm la sát bên trong điệp mộng nguyễn giới. Hắn không thể để thánh cảnh và phiêu miểu các biết chuyện này. Trước kia, hắn không động đến Triệu Thắng Hoài là vì cục diện tranh đấu không lớn. Triệu Thắng Hoài không dám để lộ bí mật này. Một khi vạch trần tất cả mọi chuyện, gã chẳng những không ăn được gì, vạn thú môn cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Nhưng bây giờ liên lụy đến thánh cảnh và phiêu miểu các, sau khi đinh vệ bắt mọi người viết xuống những chuyện xấu của tông môn, hắn biết lão giả triều kính này không đáng tin. Một khi triều kính vạch trần bí mật này với thánh cảnh, hắn sẽ khó khống chế cục diện. Sau khi trưởng lão các phái đã viết xong những chuyện của mình, nhiều hữu đạo đã động sát tâm với triều kính, liền bí mật thông báo với thẩm nhất độ của hiểu nguyệt các yêu cầu thẩm nhất độ tìm cơ hội xử lý chiều kính sở dĩ hắn tìm thẩm nhất độ lý do rất đơn giản thật ra chuyện giết tống sứ là do hiểu nguyệt các làm liên quan đến phân tranh giữa các nước nước tần lại mới lập thẩm nhất độ sẽ lưu lại một đường lui cho mình về sau một chuyện phát sinh đã vượt quá dự kiến của nhưu hữu đạo la phương phỉ đột nhiên ra mặt bắt hắn biến ra khỏi thánh cảnh không giải quyết được chiều kính nhưu hữu đạo không muốn rời khỏi thánh cảnh nhưng la phương phỉ ép hắn rời đi hắn không còn biện pháp nào khác hắn còn chưa kịp bàn giao trước khi đi chỉ nháy mắt ra hiệu cho thẩm nhất độ bảo thẩm nhất độ nhất định phải hoàn thành sự việc thẩm nhất độ hiểu ý gật đầu vừa ra khỏi thánh cảnh hắn vội vã chạy về từ kim động nhiều ít cũng có liên quan đến chuyện này một khi chiều kính xảy ra chuyện trong quá trình rèn luyện ở thánh cảnh sợ triệu thắng hoài sẽ bắt đầu nghi ngờ chuyện kia vừa về đến từ kim động giải quyết chuyện phân tranh xong Nghiêu Hữu Đạo lập tức bắt tay vào bố trí sự việc. Mọi chuyện nên sớm không nên muộn, nhất định phải giải quyết Triệu Thắng Hoài trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp. Nghiêu Hữu Đạo vẫn luôn có chủ ý nhắm vào Triệu Thắng Hoài, đem Triệu Thắng Hoài ra làm con mồi, chờ Thiệu Bình Ba ra tay. Ai ngờ Thiệu Bình Ba vẫn luôn ẩn núp không động, kết quả, không đợi được Thiệu Bình Ba ra tay, ngược lại hắn mới là người ra tay hạ sát Triệu Thắng Hoài trước. Đối với Nghiêu Hữu Đạo mà nói, chỉ cần che giấu chuyện viên cương có năng lực khống chế bướm la sát, những chuyện khác đều không quan trọng. Hắn biết có một số việc thánh cảnh và phiêu miểu các sẽ không quan tâm, vì thế chuyện ra tay sẽ dùng người của ngũ lương sơn. Mặc dù phải qua mặt công tôn bố, để đoạn hổ đến thành vạn tượng trực tiếp ra lệnh cho thám tử của ngũ lương sơn ở đó, nhưng hắn biết việc này không thể gạt được công tôn bố. Sử dụng người của ngũ lương sơn cũng là bất đắc dĩ. Ra tay giết chết triệu thắng hoài trước mắt người của vạn thú môn thật sự không dễ dàng, nhất định phải có người quen thuộc với tình huống ở đó phối hợp, không để cho người của vạn thú môn có được chứng cứ chứng minh hắn làm. Sau này, công tôn bố nhất định sẽ biết, như hữu đạo cũng không có ý định giết người diệt khẩu. Xét theo trình độ nào đó mà nói, hắn đã cố ý lưu lại lỗ hổng cho phiêu miểu các. Sau khi bố trí xong những chuyện này, như hữu đạo cũng không lo lắng vấn đề giải quyết triệu thắng hoài nữa. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là triều kính, không biết thẩm nhất độ có thuận lợi giải quyết triều kính hay không. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng Ban đột nhiên chạy đến đưa hắn trở lại. Đây cũng là lý do vì sao Thái Thúc Sơn Thành lại vạch trần chiều kính. Ông ta lo lắng cháu trai của mình chịu không được mà tiết lộ tin tức, nhưng Nhiêu Hữu Đạo lại không lo lắng chút nào. Nhiêu Hữu Đạo quyết định thật nhanh, kế hoạch nhắm vào Triệu Thắng Hoài lập tức đi trước. Thời gian trôi qua khá lâu vẫn không thấy Triệu Thắng Hoài xuất hiện, đệ tử vạn thú môn đi cùng gã rốt cuộc cảm thấy không ổn, tìm tới tìm lui, phát hiện Triệu Thắng Hoài đã mất tích. Bọn họ vội bắt tiểu nhị lại, đe dọa tiểu nhị nói ra chân tướng một đám người xông vào phòng cô gái kia phát hiện cô gái đã bị người ta chế trụ đặt nằm ghé lên trên bàn sau khi được người cứu tỉnh cô gái thất kinh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thế là một đám người đi tìm ông chủ cuối cùng tìm được ông chủ bị người ta chế trụ dưới giường trong phòng ông chủ được cứu tỉnh hỏi chuyện gì xảy ra bản thân ông ta cũng cảm thấy mờ mịt nghi ngờ lớn nhất rơi xuống người tiểu nhị Tiểu nhị bảo không phải ông chủ trong phòng căn giận gã đi làm sao, còn ông chủ lại bảo mình không có nói như thế. Hai bên đều đưa ra nghi vấn, điểm quan trọng nhất trong đó lập tức được tìm ra. Ông chủ trong căn phòng đóng kín cửa truyền lời cho tiểu nhị, hai người hoàn toàn không gặp mặt. Cuối cùng, người có liên quan đều được đưa về vạn thú môn. Kết quả, Triệu Thắng Hoài đã thật sự mất tích. Tuy Triệu Thắng Hoài có chút bối cảnh, nhưng xét theo một trình độ nào đó thì chỉ là nhân vật nhỏ. Bắt gã cũng chẳng làm gì được vạn thú môn ai động đến gã làm gì. Triều trưởng lão đang bán mạng vì tông môn ở Thánh Cảnh, ở đây cháu trai người ta lại mất tích, tất nhiên là phải công khai tìm kiếm rồi. Trường 1492, cũng không biết đứa cháu trai nào hại lão tử chạy đến chạy lui. một Ban đêm, dưới sự tìm kiếm của vạn thú môn, đệ tử chấp sự đồ nguyên bồi xuất hiện tại một khu vực thâm sơn, dưới ánh trăng đưa mắt nhìn xung quanh. Một cơn gió thổi đến, một người toàn thân được che bởi đấu bồng đen từ trên vách núi nhảy xuống, thuận theo cơn gió rơi xuống trước mặt đồ nguyên bồi. Đồ nguyên bồi nhìn thấy rõ mặt của người đó, vội chắp tay hành lễ, xin chào vương hành xử. Ừm, um, trong các có việc cần ngươi đi xử lý. Vương hành xử nhắc đến chuyện Thái Thúc Sơn thành tranh chấp với Triều Kính, yêu cầu đồ nguyên bồi tìm Triệu Thắng Hoài điều tra xem ông cháu Triều thì có phải cấu kết với Ngưu Hữu Đạo hay không. Nếu có, nhất định phải tra cho ra nội tình cấu kết. Cuối cùng, y dặn dò, điều tra rõ lập tức giết Triệu Thắng Hoài diệt khẩu đồ nguyên bồi nghe xong liền ngẩn cả người sau khi lấy lại tinh thần vội nói hành xử đến chậm một bước rồi triệu thắng hoài đã mất tích bây giờ trên dưới vạn thú môn đang công khai tìm kiếm mất tích mất tích vào lúc này vương hành xử giật mình hỏi lại là người trong các làm đồ nguyên bồi đáp cũng không rõ không có ai trong các liên hệ với ta việc này cả có người đã nhanh chân hơn chúng ta rồi sao vương hành xử lẩm bẩm đột nhiên hàn quang trong tay lóe lên một thanh kiếm đâm thẳng vào tim đồ nguyên bồi. Đồ nguyên bồi mở to hai mắt, dạng sáng, trong núi, ba thành viên mặc trang phục phiêu miểu các đứng dưới tán cây chờ đợi, chợt thấy một người từ trong núi bay ra, bẩm báo, lộc hành xử, đã mất liên lạc với đồ nguyên bồi, tạm thời dùng nội tuyến khác bên trong vạn thú môn, nhưng cũng không tìm thấy đồ nguyên bồi ở đâu. Còn nữa, Đinh Tiên Sinh bảo chúng ta đi tìm Triệu Thắng Hoài đã mất tích. Triệu Thắng Hoài mất tích, lộc hành sử dẫn đầu nhướng mày, hỏi chuyện xảy ra khi nào người đến bẩm báo là chuyện của ngày hôm qua thuộc hạ đã tìm một nội tuyến khác để hỏi thăm đồ nguyên bồi mới biết được vạn thú môn đang công khai tìm kiếm triệu thắng hoài nghe triệu thắng hoài mất tích lại liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta thuộc hạ lập tức nghe ngóng chuyện gì xảy ra hắn ta nói hôm qua triệu thắng hoài đến uống rượu tại một quán rượu trong thành vạn tược đột nhiên được một tiểu nhị gọi đi về sau thì không còn thấy xuất hiện nữa sau khi động tĩnh xảy ra đệ tử vạn thú môn đi điều tra mới biết được khách sạn đã bị người ta bố trí trước. Triệu Thắng Hoài rất có thể đã gặp nguy hiểm, người này đem chuyện mình nghe được thuật lại một lần, nói vạn thú môn huy động nhân lực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào của Triệu Thắng Hoài. Lộc hành xử cao mày, đi tới đi lui, sau đó nói, sớm không mất tích, muộn không mất tích, lại mất tích trước một ngày chúng ta đến. Việc này có được xem là kỳ quái hay không? Bọn họ phụng mệnh đinh vệ, người trực luân phiên phiêu miếu các trong năm nay chạy đến đây, Hoàng Ban thấy Triều Kính và Thái Thúc Sơn Thành tranh chấp, lập tức đem mọi chuyện báo lên trên. Sau khi Đinh Vệ nhận được tin báo, cảm thấy hơi thú vị. Như Hữu Đạo và ông cháu Triều Thị làm ra chuyện như vậy ở đằng sau, thế mà phiêu miếu các lại không hề hay biết. Thánh Tôn vốn đã rất bất mãn với phiêu miếu các, cộng thêm bây giờ y quản lý, y không thể ngồi đó mà nhìn. Bởi vì mối quan hệ kỳ quặc giữa La Phương Phỉ và Nghiêu Hữu Đạo, bản thân y đã cảm thấy hứng thú với Nghiêu Hữu Đạo, lập tức sắp xếp người đến tìm Triệu Thắng Hoài để điều tra, muốn làm rõ nội tình, xem có thể tìm được manh mối nào liên quan đến La Phương Phỉ hay không. Y phái người chạy đến, kết quả đối tượng điều tra lại mất tích. Nghe xong, mọi người nhìn nhau. Một người lên tiếng hỏi, hành xử, ngài hoài nghi có người để lộ tin tức sao? Lộc hành xử quay đầu lại, nói, nếu không, tại sao lại trùng hợp như vậy? Người còn lại nói, chúng ta tiếp nhận mệnh lệnh của Đinh Tiên Sinh, trực tiếp xuất phát, trên đường chưa từng dừng lại, cũng không tiếp xúc với người khác lộc hành xử khoát tay ta không nói chúng ta để lộ tin tức cho dù chúng ta để lộ tin tức sự việc cũng không có khả năng xảy ra trước khi chúng ta đến lâu như vậy nếu thật sự tin tức đã bị lộ ra vấn đề rất có thể xuất hiện ở bên cạnh đinh tiên sinh lẽ ra đinh tiên sinh cũng sẽ không rêu rao khắp nơi chuyện muốn làm về thời gian thật sự cũng không khớp chuyện phát sinh ngày hôm qua cứ coi như bên cạnh đinh tiên sinh có người để lộ tin tức biết chúng ta đến nhưng bọn họ có thể chạy đến sớm hơn chúng ta như vậy sao hơn nữa triệu thắng hoài mất tích cũng không phải đột xuất trước đó chắc chắn đã có thời gian chuẩn bị mới có thể ra tay chuyển xác như thế làm việc một cách lặng lẽ dưới mắt phản thú môn y quay sang hỏi người đến từ khi nào phát hiện không thấy đầu nguyên bồi người đến bẩm báo thời gian cụ thể không được rõ ràng nhưng đêm qua còn có người nhìn thấy đầu nguyên bồi sau nửa đêm thì không còn thấy nữa đầu nguyên bồi không phải người được tông môn phái ra ngoài tìm kiếm triệu thắng hoài cũng không thấy xin nghỉ với tông môn theo lý không thể nào tự tiện không về được Người của sư thừa đồ nguyên bồi cũng đang tìm kiếm nhưng không phát hiện được tung tích của hắn ta. Lộc hành xử sờ dâu ở cầm, thì thao, đinh tiên sinh muốn tìm triệu thắng hoài, triệu thắng hoài lại mất tích, chúng ta muốn liên lạc với đồ nguyên bồi, đồ nguyên bồi cũng không thấy. Triệu thắng hoài mất tích thì thôi đi, đồ nguyên bồi là người phiêu miếu các chúng ta, vì sao lại mất tích? Và vì sao lại mất tích vào đúng lúc này? Suy nghĩ một lúc, y quay đầu lại nói, đồ nguyên bồi còn có một thân phận bí ẩn khác, chúng ta là vì đến đây làm việc mới biết được cách đây không lâu. Việc này không hề bình thường. Một người hỏi, không thấy triệu thắng hoài, chúng ta làm sao tiếp tục việc mà Đinh Tiên Sinh đã giao phó. Nếu không, chúng ta lộ diện đi tìm Tây Hải Đường, trưởng môn vạn thú môn, để ông ta vận dụng lực lượng vạn thú môn toàn lực phối hợp. Có cho ông ta 10 lá gan ông ta cũng không dám không phối hợp. Lộc hành xử này, việc này không đơn giản như vậy đâu. Vọng động sẽ gây phiền phức cho chúng ta chúng ta không nên đánh rắn động cỏ trước truyền tin tức về cho đinh tiên sinh chờ đinh tiên sinh quyết định tần quan kha định kiệt chờ nghiêu hữu đạo mất hai ngày cũng không thấy nghiêu hữu đạo quay lại hai người đều lo lắng nghiêu hữu đạo bảo bọn họ chờ nhưng rồi lại không về cũng không biết có phải xảy ra chuyện hay không còn chuyện cần làm trước đó đi hay không đi có cần quay lại bán đứng nghiêu hữu đạo với phiêu miếu các để lấy công chuộc tội hay không tâm trạng mâu thuẫn khiến hai người dày vò vô cùng nếu không đi mà cứ ở lại đây sợ phiêu miếu các phát hiện không thấy người lại tìm đến đây nhưng nếu chẳng may như trưởng lão xảy ra chuyện thật hai người cứ chờ ở đây biết đến khi nào tại sao nghiêu hữu đạo lại muốn làm như thế rất nhiều chuyện hai người nghĩ mãi mà không rõ bóng ma khủng hoảng cứ ở mãi trong lòng hai người cũng may nghiêu hữu đạo cũng không chậm trễ quá lâu nếu không còn không biết hai người sẽ đưa ra lựa chọn gì một âm thanh vang lên hai người cùng nhau ngẩng đầu chỉ thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống xuyên qua tán cây rơi xuống đất. trưởng lão, hai người nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau bước đến chào. như hữu đạo gật đầu, nhìn xung quanh rồi hỏi, đã thu dọn sạch sẽ chưa? hai người gật đầu. tần quan nói, đã quét dọn sạch sẽ, không để lại dấu vết nào. kha định kiệt hỏi, trưởng lão đi lâu như vậy, thế con hắc hồ kia thì sao? thời gian đúng là có hơi lâu, vừa đi vừa về cũng mất rất nhiều thời gian. hắn đáp, ta đã giải quyết con hắc hồ đó rồi. Trên đường gặp chuyện khác nên thời gian có hơi chậm trễ. Hắn không thể nói việc đuổi theo Hắc Hồ tốn rất nhiều thời gian. Lý do đó rất khó mà nói, Hắc Hồ có thể trốn vào trong đầm lầy, trừ phi hắn công khai nói rõ hắn có thể đi lại bên trong đầm lầy với hai người. Chương 1493, cũng không biết đứa cháu trai nào hại lão tử chạy đến chạy lui hai. Nghe Nghiêu Hữu Đạo đã giết con Hắc Hồ, trong lòng hai người như chút được gánh nặng. Trưởng lão, làm sao bây giờ? có gặp người nào của chúng ta trên đường không tần quan hỏi nghiêu hữu đạo nhìn xung quanh hỏi lại ta không có ở đây nơi này không có gì bất thường chứ tần quan nói không có điều gì bất thường một bóng người cũng không thấy nghiêu hữu đạo nói đến chỗ hẹn còn đủ thời gian không cần nóng vội cứ chạy tới chạy lui mãi ta hơi mệt trước ở lại đây nghỉ ngơi ba ngày nghỉ ngơi ba ngày cần nghỉ lâu như vậy sao hai người nhìn nhau bọn họ không biết nghiêu hữu đạo đường dài bôn ba pháp lực tiêu hao không ít. Quan trọng là hắn bị ngân cơ đả thương, bị thương không nhẹ. Nếu không phải lo lắng hai người ở đây có biến, hắn sẽ không về gấp như vậy. Bây giờ cục diện đã ổn định, hắn cần thời gian để chữa thương, không thể bị thương mà cứ đi mãi như thế. Đến địa điểm gặp gỡ tiếp theo, dựa trên bản đồ thì phải mất 10 ngày nửa tháng, cho nên cũng không cần gấp. Như hữu đạo khoanh chân ngồi xuống, bước vào quá trình chữa thương. Hai người tần kha phụ trách hộ pháp cảnh giới nghiêu hữu đạo vừa về đến hai người cũng đành thuận theo lời của hắn mà thôi trời tối nhưng lần này bọn họ không nhóm lửa trời sáng nghiêu hữu đạo bảo hai người đưa lên ghi chép có liên quan đến thành viên phiêu miếu các hắn xem lại một lần nữa sau đó nhìn vật còn lưu trên người mình thả lỏng một chút nghiêu hữu đạo một lần nữa tiến hành chữa thương trạng vạng tối hai người tần kha làm món gì đó để ăn khi ăn tần quan nhịn không được hỏi dò một câu trưởng lão ngài rời đi lâu như vậy ngài không sợ chúng ta chạy đi bán đứng ngài sao vốn hai người không định hỏi như hữu đạo cũng sẽ tìm cơ hội gõ hai người một lần bây giờ nghe bọn họ hỏi hắn hỏi lại một câu trước đó ta rời khỏi thánh cảnh như thế nào hai người nhìn nhau tần quan đáp là các chủ la phương phỉ của phương phỉ các đưa ngài ra ngoài như hữu đạo nói trên đời này có chuyện vô duyên vô cớ như vậy sao bán đứng ta ngươi cho rằng các ngươi có thể bán đứng ta được sao các ngươi có tin chỉ cần các ngươi mở miệng phiêu miểu các lập tức sẽ có người đến xử lý các ngươi không? Hai người âm thầm kinh hãi, hiểu rõ ý trong lời nói của Ngưu Hữu Đạo. Đối phương có người ở phiêu miểu các, chỉnh xong, sự khó xử của hai người rốt cuộc đã nghiêng về phía một bên. Bởi vì đã được cảnh cáo, hai người không dám vọng động nữa. Phiêu miểu các thiên đô phong, tại một đài gác cao vút qua mây, đinh vệ dựa vào lan can nhìn trời đất bao la phía trước, trên tay cầm một tờ mật tín, không ngừng nhếch mép cười lạnh phụ tá một bên hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thấy, người mà ta muốn điều tra không thấy đâu, ngay cả thám tử phiêu miểu các xếp vào vạn thú môn cũng mất tích. Thú vị đây, việc này càng lúc càng thú vị, đinh vệ vẫn cười lạnh như cũ. Phụ tá hỏi, tiên sinh hoài nghi nội bộ phiêu miểu các có người để lộ tin tức. Đinh vệ nói, Triều Kính và Thái Thúc Sơn Thành trở mặt với nhau bên trong thánh cảnh, bọn họ không thể nào truyền tin tức ra ngoài. Trừ phi bên trong thánh cảnh có người hỗ trợ, sớm không mất tích, lại mất thích trong thời điểm này, người không cảm thấy kỳ lạ sao? Ngoại trừ người của phiêu miểu các để lộ tin tức, còn có người khác sao? Phụ tá trầm ngâm, sau đó nói, phiêu miểu các do chín nhà liên hợp với nhau, thành viên hỗn tạp, không tiện điều tra. Đinh vệ thở dài, có tra ra được hay không là chuyện tiếp theo. Vấn đề là lại đi ném cái phiền phức phỏng tay này cho ta. Thánh Tôn đã có ý chỉnh đốn bên dưới. Việc này lại xảy ra, Thánh Tôn sẽ nghĩ như thế nào? Ta không biết ý đồ của người đứng đằng sau chuyện này, nhưng ta lại là người chấp trưởng phiêu miểu các, ta dám giấu giếm không báo sao. Phụ tá lắc đầu, việc này đúng là khó giải quyết. Đinh vệ nói, cha thì vẫn phải cha, vận dụng tất cả lực lượng dần dần loại bỏ những người có liên quan, tranh thủ làm rõ chân tướng sự việc. Vâng, phụ tá lên tiếng đáp, đinh vệ quay người, chuẩn bị phi cầm, ta muốn đến thánh cảnh một chuyến. Phụ tá vội đuổi theo, tiên sinh mới từ thánh cảnh trở về, bây giờ lại đến thánh cảnh nữa sao? Đinh vệ đáp, việc này không tiện truyền trên giấy, không thích hợp qua tay quá nhiều người. Ta phải đích thân trở về một chuyến bẩm báo với sư tôn. Cũng không biết đứa cháu trai nào hại lão tử chạy đến chạy lui nữa. Ba ngày sau, nhiều hữu đạo gần như khôi phục hoàn toàn. Ba người một lần nữa xuất phát, trên đường vẫn giống như lần trước, nhiều hữu đạo không cho hai người ra tay với yêu hồ. Bọn họ đến đây không giống để rèn luyện mà giống như du lịch hơn. Hai người tần kha phát hiện như trưởng lão rất có nhã hứng nếu trên đường phát hiện loài hoa, loài cỏ nào lạ lạ, kiểu gì cũng phải dừng lại quan sát cẩn thận. Địa điểm gặp mặt kế tiếp còn rất xa, đi đường mất 5-6 ngày mới đến nơi. Ở đây là một khu rừng khá lớn, trên bản đồ cũng có hiển thị, và đó cũng là lý do nó được chọn làm nơi gặp mặt. Sau khi đến nơi, ba người chờ thêm hai ngày nữa mới chờ được những người còn lại đến. Tất cả không gặp nghiêu hữu đạo một khoảng thời gian, bọn họ tốn một buổi sáng để săn giết, hầu như tất cả đều chạy đến vào buổi trưa. Ai gặp Nghiêu Hiếu Đạo đều hỏi hắn như thế nào, cũng chẳng do dự, Nghiêu Hiếu Đạo trả lời từng người đều như nhau. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn không tìm được người của phiêu miểu các. Mọi người im lặng, mấy ngày không gặp, người ta nói không tìm được, mọi người còn có thể làm cái gì. Tần Quan và Kha Định Kiệt âm thầm lo lắng và đề phòng. Về sau, mọi người một lần nữa thống kê lại yêu hồ thu hoạch được, nhưng kết quả cũng vẫn như cũ. Đối với kết quả này, Nghiêu Hiếu Đạo biết rõ trong lòng, chắc chắn sẽ chẳng có thu hoạch gì quá lớn. Khi mọi người vừa tiến vào hoang trạch tử địa, lập tức bị hồ tộc phát hiện. Có thể săn giết được đều là tai mắt không cẩn thận bị bại lộ của hồ tộc mà thôi. Hỏi Nghiêu Hiếu Đạo có thu hoạch gì không, hắn trả lời không thu hoạch được gì. Mọi người nhìn Nghiêu Hiếu Đạo, phản ứng không được bình thường. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nói ra, ai cũng không tin nổi, tất cả mọi người đều nghi ngờ, chiều kính hơi không kềm lòng được. Ông ta không giống như những người khác còn đường lui, ông ta biết rõ lời của Thái Thúc Sơn Thành là thật hay giả. Nếu để vạn thú môn kiểm chứng, ông ta sẽ không quay về vạn thú môn được nữa. Cũng không phải ông ta không tính đến việc gia nhập phiêu miểu các, nhưng ông ta không lấy nổi thành tích, như hữu đạo lại không có nổi biện pháp, khiến ông ta hơi lo lắng. Ông ta hỏi như hữu đạo trước mặt mọi người, như hữu đạo, rốt cuộc là ngươi đang dở trò quỷ gì thế? Mọi người im lặng, đều nhìn phản ứng của như hữu đạo mọi người đều có cùng nghi ngờ, chỉ là không trực tiếp hỏi thẳng như triều kính mà thôi. Nghiêu hiểu đạo hỏi lại, ta nghe không hiểu lời của triều trưởng lão, ta có làm cái quỷ gì đâu. Triều kính nói, mọi người đồng ý đi theo ngươi, chính là trông cậy vào ngươi, thậm chí phối hợp với ngươi tìm người, nhưng ngươi một câu không tìm được đã đuổi mọi người đi. Còn nữa, nhiều ngày như vậy rồi, cho dù mèo mù vớ cá rán cũng phải gặp được một con yêu hồ chứ. Nhưng trong tất cả mọi người, duy chỉ có ngươi là không thu hoạch được gì. Tổ của ngươi ba người, người nào cũng không có thu hoạch, không khỏi đặc biệt quá chứ. Có phải ngươi nên cho mọi người một lời giải thích, như hữu đạo chậm rãi nói, chính ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ta đoán có lẽ là do bộ quần áo trên người ta gây họa. Trên đường đi, ta hoàn toàn không nhìn thấy một con yêu hồ nào cả. Quần áo, mọi người sững sờ, ai cũng nhìn xuống bộ quần áo của mình. Nghe hắn nói, đúng là có khả năng này. Chiều kính giật giật chiếc áo của mình, đã như vậy, chúng ta thay bộ quần áo khác thử xem, xem thu hoạch của ngươi vào ngày mai như thế nào. Ta sẽ mặc bộ quần áo của ngươi, để rồi ta có gặp con yêu hồ nào hay không. chương 1494, ngài đang uy hiếp ta sao? Như hữu đạo thản nhiên nói, cũng không cần thiết như vậy chứ. Quần áo của ta chưa chắc đã hợp với ngươi, không sao, lớn một chút, nhỏ một chút cũng chẳng đáng kể. Triều kính nói xong, trước mặt mọi người cởi dây lưng, tháo chiếc áo trên người mình ném xuống dưới chân Ngưu hữu đạo, nhìn phản ứng của hắn ra sao. Nghiêu hữu đạo nheo mắt nhìn ông ta, mỉm cười nói, được thôi, thử thì thử, cũng tiện cho triều trưởng lão một công đạo. Hắn đâm kiếm xuống đất, đưa tay cởi dây lưng, sau đó ném áo khoác cho triều kính. Triều kính chậm rãi mặc chiếc áo vào, có hơi không vừa. Ông ta giật giật hai lần, cũng không tệ lắm. Nghiêu hữu đạo cầm chiếc áo của triều kính lên, đưa trước mũi người người, mùi chẳng ra làm sao cả. Triều kính nói, điều kiện có hạn, nơi này cũng chẳng có chỗ để giặt rũ quần áo, như trưởng lão chịu đựng chút đi, như hữu đạo nói cung kính không bằng tuân mệnh, rớt lời, hắn cũng chậm rãi khoác chiếc áo đỏ vào. không khí đối thoại giữa hai người hơi căng thẳng, mọi người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. mặc xong quần áo, như hữu đạo dẫn hai người tần kha sang ngồi một bên. về sau bốn người phù hoa đến, tập trung bên cạnh như hữu đạo hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. như hữu đạo vẫn giống như lúc trước, khiến bốn người nghẹn họng rời đi. Triều kính qua một lát giường như cũng đã bình tĩnh lại, cảm thấy lúc này đắc tội Nghiêu Hữu Đạo không được thích hợp cho lắm. Ông ta bước đến ngồi bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, phất tay ra hiệu hai người Tần Kha tránh đi một chút. Hai người nhìn Nghiêu Hữu Đạo, thấy Nghiêu Hữu Đạo khẽ gật đầu, lúc này cả hai mới lui xuống. Nghiêu Hữu Đạo cười tủm tỉm, "Triều trưởng lão, chẳng lẽ đổi áo khoác còn chưa đủ, còn muốn đổi luôn đồ lót?" Triều Kính thở dài, "Lão đệ, ta không có ý gì khác. Lúc này, ta và ngươi nên đồng tâm hiệp lực, lão đệ cứ độc hành như thế, khiến trong lòng ta không nắm chắc. Không có người ngoài, lão đệ không ngại nói cho ta biết ngọn nguồn, rốt cuộc là người định làm thế nào. Như Hữu đạo nói, nơi này là thánh cảnh, ta còn có biện pháp gì nữa, tất nhiên là đi một bước nhìn một bước. Triều Kính nói, lời này của ngươi khó tránh khỏi nghĩ một đằng nói một nẻo. Trước khi rèn luyện, người đã có sự chuẩn bị bên ngoài, khẳng định biết nhiều hơn so với chúng ta. Như Hữu đạo nói, vấn đề này ta đã trả lời ngài không biết bao nhiêu lần, ta đã nói là hiểu lầm, hoàn toàn không như ngài đã nghĩ." Triều Kính nói, "La Phương Phỉ đưa ngươi ra khỏi thánh cảnh, vì sao không đưa người khác mà lại đưa ngươi, ngươi giải thích như thế nào?" Như Hữu Đạo nói, "Ta đã nói rồi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngài còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Ngài cũng không thể bắt ta đưa ra một lý do chứ." Triều Kính nói, "Lão đệ, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, có lẽ ngươi có nỗi khổ tâm không tiện tiết lộ ra ngoài, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi. Nếu ta không có đường ra, Ngươi cũng đừng hòng tốt hơn người đã làm gì tự ngươi biết rõ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng ta nhảy không được mà ngươi cũng chạy không được nghiêu hữu đạo nheo mắt nói ngươi đang uy hiếp ta sao chiều kính đáp không dám bọn họ là huynh đệ kết bái ngẫu nhiên của ngươi nếu làm ngươi bực bội ngươi sẽ liên thủ với bọn họ giải quyết ta nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là ngươi nên thu hồi suy nghĩ này ngươi xử lý ta nhất định sẽ chứng thực lời tố cáo của thái thúc sơn thành vạn thú môn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nghiêu hiểu đạo nói, vạn thú môn không uy hiếp được ta đâu. Triều kính nói, ngươi không hiểu ý của ta rồi. Nếu bên ngoài đã không tiện trở về, chỉ bằng gia nhập phiêu miểu các. Ngươi cũng không cần thiết phải giết ta, đúng hay không? Ngoài ra, ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, bọn họ có lẽ sẽ nghe theo ngươi liên thủ đối phó ta, nhưng khi ta lâm vào hiểm cảnh, còn không biết ta sẽ nói với bọn họ thứ gì, ví dụ như ta không cẩn thận nói ra bí mật bên trong điệp mộng nguyễn giới nếu xuất hiện một việc khiến nhóm thánh tôn cảm thấy hứng thú người nói bọn họ có giúp ngươi diệt khẩu hay không nghiêu hữu đạo nhìn ông ta từ trên xuống dưới người này có thể nói ra như vậy rõ ràng đang cảnh giác cao độ sẽ không cho hắn cơ hội ra tay đánh lén cũng nhìn ra được ông ta rất có lòng tin có vẻ như ông ta cho rằng nghiêu hữu đạo chỉ mượn nhân lực của người khác mới có thể giết được ông ta mà thôi không khỏi bật cười người trên một chiếc thuyền triều trưởng lão suy nghĩ nhiều quá rồi triều kính nói chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều nói nhiều như vậy cũng là bất đắc dĩ thật ra ta muốn khuyên lão đệ ta cũng là trưởng lão một đại môn phái ta biết rất rõ ý của những người khác như thế nào ta không tin lão đệ nửa đường gia nhập từ kim động sẽ được từ kim động chào đón chi bằng gia nhập phiêu miểu các hướng tầng cao hơn có cái gì mà không tốt chứ nghiêu hữu đạo gật đầu nói có lý triều kính nói có mấy lời đích thật là ta nói hơi quá nhưng ta cũng là bị lão đệ hại ngươi ngẫm lại xem nếu không phải ngươi muốn đẩy ta làm thủ lĩnh làm sao lại đi chọc giận Thái Thúc Sơn thành chứ? Không phải người buộc ông ta, ông ta không có chứng cứ cũng không có khả năng nói ra mấy câu nói đó. Xét theo trình độ nào đó, lão đệ đang khiến cho ta không có đường lui. Không phải lão đệ nên gánh chút trách nhiệm sao? Như Hữu Đạo nói, ý của ngài là, chuyện này bỏ mặc cho Thái Thúc Sơn thành làm chủ. Ta và khí vân tông có bao nhiêu thù, không phải ngài không biết. Chỉ cần có cơ hội, Thái Thúc Sơn Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Những chuyện này, Chắc hẳn ngài phải là người rõ ràng nhất chứ. Lúc đó, hắn tranh phong với Thái Thúc Sơn Thành, lời này chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân chính là hắn không có khả năng để Thái Thúc Sơn Thành khống chế hành tung của mình. Một khi bị chi phối, có một số việc hắn không tiện làm. Hai, chuyện qua rồi, nói nhiều vô ích thôi. Chúng ta đều phải hướng về phía trước, ta muốn thử xem hiệu quả bộ quần áo của lão đệ như thế nào. Nếu bởi vì bộ quần áo này thì chính là ta hiểu lầm ta nhất định sẽ nhận lỗi với lão đệ, còn nếu không phải, hy vọng lão đệ có thể giải thích cho ta. Triều Kính đưa tay vỗ vai Nhiêu Hữu Đạo, sau đó đứng dậy rời đi. Nhiêu Hữu Đạo mỉm cười đưa mắt nhìn, chỉ là ánh mắt lại lạnh lẽo. Triều Kính vừa đi, lại có người đến, Thẩm Nhất Độ ngồi xuống bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo, nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói, Triều Kính khiến lão đệ không cao hứng. Nhiêu Hữu Đạo đáp, ta rộng lượng như vậy lại không chịu nổi sao? thẩm nhất độ nói, xem ra Thái Thúc Sơn Thành nói đều là thật. Nghiêu hữu đạo hỏi lại, chuyện ma quỷ của Thái Thúc Sơn Thành mà ngài cũng tin. thẩm nhất độ cười ha hả, sau khi Thái Thúc Sơn Thành nói ra mấy lời đó, ta liều hiểu ngay. Nguyên nhân người bảo ta giết triều kính cũng không phải là chuyện tống sứ gì cả. Người hoàn toàn không sợ chuyện hai nước chi tranh, người sợ chính là chọc giận vạn thú môn, sợ vạn thú môn tham gia vào cuộc chiến hai nước, cho nên người muốn giết người diệt khẩu. Nghiêu hữu đạo cười lạnh một tiếng, cũng không thể không thừa nhận lời nói của thái thúc sơn thành mang đến ảnh hưởng quá lớn hắn hỏi lại chẳng lẽ tống sứ không phải do hiểu nguyệt các các ngươi giết thẩm nhất độ trêu chọc vậy bây giờ chúng ta còn muốn giết triều kính nữa hay không bắt ông ta xông vào đánh nhau chết sống với triều kính ông ta cũng không có khả năng mạo hiểm đi làm một mình nghiêu hữu đạo không gọi thêm một đám người nữa ông ta sẽ không ra tay nghiêu hữu đạo nói tạm thời không nên động đến ông ta Chuyện săn giết yêu hồ, thêm người có thêm thành tích cũng không phải chuyện xấu. Triều Kính đã nói rõ mọi chuyện, một khi xuất hiện tình huống vây công, ông ta nhất định sẽ công khai bí mật trong điệp mộng nguyễn giới trước mặt mọi người. Hậu quả đó, như hữu đạo hắn gánh không nổi, thầm nhất độ cười nói, vậy sau này hãy nói. Trường 1495, Triều Kính mất tích. Như hữu đạo khẽ gật đầu, hừng đông hôm sau, một nhóm người dựa theo sự bố trí trước đó bay khỏi vùng đầm lầy minh mông. Lúc này, nhưng hữu đạo ném mấy vụn cỏ lá trên người xuống đầm lầy đợi nhóm người đi xa trong đầm lầy nhảy ra một con yêu hồ sau đó nhảy vào trong khu rừng tìm được một chỗ có vết cắt yêu hồ người người chính là nơi nghiêu hữu đạo khoanh chân ngồi đêm hôm qua nó dùng móng vuốt cào cào đào được một hòn đá thấy hòn đá hơi lạ nó lập tức ngậm vào miệng nhanh chóng rời đi chuyến đi lần này tổ của nghiêu hữu đạo không đi một mình nữa mà đi theo tổ của phù hoa nghiêu hữu đạo đưa ra lý do với mọi người rằng hắn cũng muốn làm rõ tại sao hắn lại không có thu hoạch, muốn nhìn xem tình huống của người khác là như thế nào để đưa ra so sánh với tổ của hắn, tránh mọi người luôn hiểu lầm hắn. Lý do quá thuyết phục, mọi người không có lời nào để nói, tất nhiên là không có ý kiến. Mọi người một lần nữa phân tán, khi rời khỏi ánh mắt của những người khác, chiều kính tạm thời dừng lại, rơi xuống một đám cỏ nổi lên trên đầm lầy. Hai đệ tử vạn thú môn cũng rơi xuống, Từ Hỏa thấy chiều kính đang dò xét xung quanh lập tức hỏi, sư tôn, chuyện gì vậy? Chiều kính hất cầm về một hướng, chúng ta thay đổi hướng đi một chút. Từ hỏa kinh ngạc hỏi lại, không theo hướng trong kế hoạch sao? Chiều kính đáp, chúng ta đi đường vòng thêm chút nữa cũng chẳng sao. Từ hôm nay trở đi chính là như vậy. Ngoài ra, bắt đầu từ lúc này, khi tìm kiếm phải nâng cao cảnh giác. Một khi phát hiện có người đến gần, lập tức thông báo ngay. Hai đệ tử vạn thú môn nhìn nhau, từ tối hôm qua đến giờ, triều trưởng lão luôn đề cao cảnh giác. Tối hôm qua, ông ta đã căn dặn bọn họ, nếu có bất kỳ người nào tiếp cận, bất kể là ai, đều phải báo lại cho ông ta biết. Bọn họ không biết, sau khi nói với Ngưu Hữu Đạo câu nói kia, Triều Kính đã ý thức được sự nguy hiểm, lo lắng Ngưu Hữu Đạo sẽ hạ sát ông ta. Nhất là hôm nay Ngưu Hữu Đạo lại đi cùng với tổ bốn người của Phù Hoa. Nhưng ông ta đang nắm nhược điểm của Ngưu Hữu Đạo trong tay, chỉ cần không cho hắn cơ hội đánh lén, Ngưu Hữu Đạo có kéo đến thêm nhiều người nữa, ông ta cũng không sợ. Bây giờ cái mà ông ta cần đề phòng chính là chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tuyệt không thể cho Ngưu Hữu Đạo tìm được cơ hội hạ thủ. Ngưu Hữu Đạo bây giờ không phải là Ngưu Hữu Đạo trước kia. Hắn có thể ngẫu nhiên tập hợp một thế lực khổng lồ, không có trưởng lão đại phái nào dám khinh thường. Triều Kính không thể không đề phòng, đã nói rõ mọi chuyện, Triều Kính dẫn mọi người đi lệch hướng đã định từ trước. Ba người vạn thú môn cũng giống như thường ngày, không có nguy hiểm nhưng thu hoạch vẫn ít như cũ. Gần đến buổi trưa, ngón tay từ hỏa đột nhiên chỉ vào một hướng, sư phụ, nhìn kia. Chiều kính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đồi có một đám yêu hồ tập trung, giống như đang ăn thứ gì đó, nên không phát hiện được bọn họ đến. Một lần nhìn thấy mấy chục con yêu hồ rất hiếm khi nhìn thấy, chiều kính vui mừng phất tay, bản thân dẫn đầu tiến lên phía trước. Ba người lao đến đã kinh động đám yêu hồ, đám yêu hồ thét lên trói tai, sau đó kết thành đội chạy về một hướng. Chiều kính đang đuổi theo trên không trung mơ hồ có cảm giác không ổn, đám hồ yêu này không phân tán, cũng không chui vào đầm lầy mà chạy vội bên trên. Nhưng khi ba người rơi xuống, đầm lầy rộng lớn bên dưới dường như lắc lư, sau đó là tiếng nổ rầm rầm. Xúc tu đếm không hết từ bốn phương tám hướng quất lên không chung, bao vây ba người lại. Có rất nhiều yêu hồ đứng trên xúc tu, xúc tu nhanh chóng vây kín cả ba. Ba người ra sức đánh phá vòng vây, nhưng bọn họ phát hiện tính bền dẻo của xúc tu không hề tầm thường, khó mà đánh nát được. Thấy sắp lâm vào khốn cảnh, Triều Kính đột nhiên nhấc chân dẫm mạnh lên người một đệ tử, mượn lực đằng không, nhưng ông ta vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trên đỉnh xúc tu cao nhất có ba người. Tại sao lại có người? Triều Kính giật mình không ít, chỉ thấy ba người này nhe răng cười, đồng thời ra tay liên thủ hợp kích vào tới Triều Kính, bức Triều Kính phải rơi xuống lần nữa. Ba người không thể kịp thời phá vòng vây, tia sáng cuối cùng đã khép kín, bốn phía chìm vào bóng tối, có thể cảm nhận được xúc tu đang vặn vẹo bó chặt không gian của ba người ba người vẫn điên cuồng công kích muốn mở ra một lỗ hổng nhưng xúc tu co vào càng lúc càng dày trên thân yêu hồ tản ra ánh sáng mông lung leo lên xúc tu đứng vẫy đuôi con quái vật khổng lồ giống như một tên yêu ma cùng với rất nhiều yêu hồ nhanh chóng chìm xuống đầm lầy đầm lầy đang dung chuyển rất nhanh khôi phục sự yên tĩnh thỉnh thoảng lại có âm thanh trầm đục từ dưới đất chuyển đến trạng vang tối người phân tán ra một lần nữa tập trung tại một điểm khi thống kê thu hoạch ba người như hữu đạo vẫn không thu hoạch được gì tình huống lần này không giống mấy lần trước ba người nghiêu hữu đạo chủ yếu học tập cũng không ra tay nghiêu hữu đạo bày đặt cảm khái lần này đi theo đám người phù hoa bọn họ thỉnh thoảng nhìn thấy yêu hồ xem ra là do quần áo của ta rồi thu hoạch vào ngày mai tổ của ta xem như có lòng tin mọi người cười ha hả ngoài cổ vũ hai ba câu thì còn có thể nói cái gì trời bắt đầu tối còn có một tổ chưa trở về toàn thái phong cảm thấy kỳ lạ tại sao đám người chiều kính còn chưa trở lại như hữu đạo cười như không cười, đoán chừng là do bộ quần áo nên không có thu hoạch, muốn cố gắng thêm chút nữa. Không ít người cười to, cũng rất tò mò, chuẩn bị chờ chiều kính trở về để hỏi thăm một chút. Chẳng lẽ bộ quần áo có sức ảnh hưởng lớn đến thế sao? Tạm thời cũng chỉ có thể ngồi chờ. Như hữu đạo đang ngồi xếp bằng lặng yên lấy một hòn đá từ trong bụi cỏ, tháo chiếc lá bọc quanh hòn đá, thừa dịp không có ai chú ý, đọc chữ viết trên lá cây. Là hồ tộc đưa tin tức đến nội dung bên trên là ba người chiều kính đã rơi vào tay hồ tộc cho dù không nhận được tin tức này bọn người chiều kính không về như hữu đạo cũng biết hồ tộc đã đắc thủ ở cái nơi hoang trạch tử điện này hắn có thể liên lạc với hồ tộc bất cứ lúc nào hồ tộc ra tay với ba người chiều kính tất nhiên là do hắn truyền tin cho hồ tộc sau khi hắn quay lại thánh cảnh vốn không có ý định ra tay với chiều kính nhanh như vậy nhưng chiều kính dường như mất khống chế càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi hắn vốn muốn nhịn một chút dù sao lúc này thêm một người cũng không phải chuyện xấu nói không chừng về sau còn có chỗ để lợi dụng nhưng triều kính cứ muốn ông ta chết nhất định phải đổi quần áo với hắn đến lúc đó quần áo không có vấn đề thì là nghiêu hữu đạo có vấn đề nghiêu hữu đạo không có khả năng để triều kính mang tin tức như vậy về trước mặt mọi người cũng sẽ không để cho triều kính buộc hắn phải bàn giao cái gì sau khi xem xong nghiêu hữu đạo vò nát lá cây lấy ra quyển bản đồ trong tay áo xem địa điểm mà hồ tộc lưu lại phải đi như thế nào Đêm dần khuya, không thấy chiều kính trở lại, thẩm nhất độ đột nhiên lên tiếng, không phải đám người chiều kính xảy ra chuyện gì chứ. Nói xong, ánh mắt ông ta liếc nhìn Nghiêu Hữu Đạo. Mọi người nhìn nhau, cũng có cùng một suy đoán. Cất quyền sổ, Nghiêu Hữu Đạo hỏi, nếu không, mọi người đi tìm một lát thử xem sao. Thẩm nhất độ nói, trời tối, đầm lầy minh mông vô tận, làm sao mà tìm được. Chờ thêm một lát nữa đi, hy vọng là bọn họ có chuyện nên chậm trễ. Nếu thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng chẳng có cách nào tìm trong cái đầm lầy này. Ngay cả thi thể cũng không tìm được, chắc hẳn đã bị đầm lầy nuốt chừng. Đợi đến hừng đông, chiều kính còn chưa về, cũng không cần phải đi tìm nữa. Mọi người im lặng, đúng vậy, ở cái nơi đầm lầy dày đặc này khó mà lưu lại bất kỳ tung tích nào. Nước bùn rất dễ san bằng hết thảy mọi vết tích, chương 1496, lấy ra thành ý một. Mọi người yên tĩnh lại không ít, chỉ có âm thanh tách tách của tia lửa bắn ra. Mãi cho đến sau nửa đêm, vẫn còn chưa thấy đám người chiều kính trở về, mọi người đoán được 89 phần là đã xảy ra chuyện, đoán chừng là không về được nữa rồi. Không ít người thỉnh thoảng liếc nhìn Nhiêu Hữu Đạo đang khoanh chân tĩnh tọa, đều hoài nghi việc chiều kính mất tích có liên quan đến Nhiêu Hữu Đạo. Muốn không nghi ngờ cũng khó. Hôm qua, triều kính đã không khách sáo với Nhiêu Hữu Đạo. Ngày hôm sau, chiều kính lập tức mất tích, trùng hợp như vậy sao? Nhất là thẩm nhất độ, ông ta biết Nhiêu Hữu Đạo đã có ý định ra tay với chiều kính. Cho nên, tối hôm qua ông ta còn cố ý thăm dò Ngưu Hữu Đạo, hỏi Triều Kính có phải đã chọc giận hắn hay không. Việc này khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi, nếu thật là Ngưu Hữu Đạo làm, muốn giải quyết Triều Kính, lập tức giải quyết ngay. Khả năng này đúng là không nhỏ, có người ngồi không yên, lãng kinh không bước đến bên cạnh Phù Hoa, thấp giọng hỏi Triều Kính mất tích có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo hay không. Phù Hoa biết gã đang suy nghĩ chuyện gì, thấp giọng đáp lại, ta biết suy nghĩ của mọi người, nhưng lúc này là do các người suy nghĩ nhiều rồi hôm nay hắn vẫn đi theo chúng ta, không hề rời đi đâu nửa bước, hoàn toàn không có khả năng ra tay với chiều kính. Nếu chiều kính xảy ra chuyện, chắc là do một nguyên nhân khác, chưa chắc là do hắn làm. Lãng kinh không hỏi, không phải ngươi và hắn liên thủ chứ? Ngươi nghĩ gì thế? Phù hoa liếc mắt, việc này đúng là rất khó giải thích. Về sau, ngoại trừ nghiêu hữu đạo, các trưởng lão khác đều lần lượt đến chỗ phù hoa để thăm dò. Phù hoa im lặng, biết mọi người đều hiểu lầm nghiêu hữu đạo, nhưng không thể nào giải thích rõ ràng nàng ta cảm thấy ấm ức thay cho hắn. Trời sáng, đám người chiều kính vẫn chưa xuất hiện, lúc này mọi người đã biết, nhất định là đã xảy ra chuyện. Khi mọi người thương lượng địa điểm gặp mặt kế tiếp, nhiều hữu đạo lên tiếng, ta đề nghị nên đi tìm chiều trưởng lão. Toàn thái phong than thở, lão đệ, thẩm trưởng lão nói không sai. Xảy ra chuyện ở cái nơi quỷ quái này, muốn tìm cũng không cần thiết, bởi vì rất khó tìm được dấu vết gì. Nếu xảy ra chuyện, cho dù không chết cũng bị thương ngay cả năng lực trở về còn không có, làm sao có thể thoát khỏi độc thủ của yêu hồ. Như hữu đạo nói, thôi thì các người tiếp tục săn giết yêu hồ, tổ chúng ta đi tìm chiều kính. Thẩm nhất độ khoát tay, không cần thiết, muốn tìm kiếm ở cái nơi quỷ quái này cũng công cốc mà thôi. Như hữu đạo nói, các người có thể không tìm nhưng ta không thể không tìm. Các người cho rằng ta không biết gì sao, chỉ sợ các người đang hoài nghi là do ta làm. Thẩm nhất độ cười ha hả, lão đệ suy nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu phù hoa đã chứng minh không phải ngươi làm mà nói ngoài miệng thì dễ nghe lắm ta hỏi phù hoa các người còn đang hoài nghi ta ta sẽ cố gắng tìm chiều kính nếu không ta giải thích không rõ việc này được rồi cứ quyết định như vậy đi ta đi chưa chắc có thể trở về kịp vậy chúng ta hãy thương lương luôn địa điểm gặp mặt kế tiếp nếu ta không thể trở về đúng giờ như hữu đạo đã hạ quyết tâm hắn đã kiên trì như thế mọi người cũng không làm gì được đành phải chấp nhận định mọi chuyện xong xuôi Nghiêu Hiếu Đạo dẫn theo Tần Quan và Kha Định Kiệt quay trở lại, theo hướng đám người chiều kính đi hôm qua. Mọi người đứng bên cạnh đầm lầy đưa mắt nhìn theo, thẩm nhất độ quay đầu lại hỏi, Phù Hoa, thật không phải hắn làm sao? Phù Hoa cười lạnh, ta nói không phải, các người lại không tin. Nếu không tin, bây giờ còn hỏi cái gì nữa? Còn có ba người các người nữa, cho dù nói cho các người biết, rồi như thế nào? Ta có nhất thiết phải lừa các người không? Chẳng lẽ nhất định phải bắt hắn chứng minh hắn không làm, thú vị lắm à? nửa câu sau chính là nói lãng kinh không đoạn vô thường và hồng cái thiên sau khi rời đi không bao lâu nghiêu hữu đạo đuổi tần quan và kha định kiệt đi lý do là ba người tản ra tìm thì hy vọng sẽ lớn hơn một chút mục đích của hắn là chạy đến chỗ hồ tộc đã định triều kính không biết mình ở nơi nào chỉ biết mình đã rơi vào tay yêu hồ bảo châu chiếu sáng ba thầy trò bị treo trong một hang động ngầm dưới đất phía sau họ có một hồ nước từ vòm đá trên hồ nước liên tục có nước nhỏ tí tách tí tách như mưa tiếng động vang vọng Ba người đều rất thảm hại, máu đầy người, vết thương nhằng nhịt. Họ đã bị hồ tộc tra tấn ép hỏi. Họ bị treo không cao, mũi chân miến cứng chạm mặt đất. Sau khi ba người bị mắt, trên người bị lục tìm ra rất nhiều mắt dọc của yêu hồ, hậu quả có thể tưởng tượng. Hồ tộc giận dữ, họ bị ngược đái. Chiều kính vẫn là khối xương cứng, bị hồ tộc tra tấn nhưng vẫn sống chết không chịu nhận tội. Nhưng ông ta cảm thấy rất lạ. Trong các câu hỏi khi hồ tộc tra tấn lại có sự việc liên quan đến nhiều hữu đạo, thậm chí còn hỏi đến chuyện nghiêu hữu đạo đi điệp mộng nguyễn giới ông ta không biết làm sao hồ tộc biết việc này sở dĩ ông ta không khai không phải là vì bảo vệ nghiêu hữu đạo mà là biết dù mình có khai ra cũng không sống nổi không khai đối phương vì tìm kiếm đáp án mà có thể giữ được đường sống thêm một thời gian có thể có cơ hội thoát thân còn về từ hỏa và một đệ tử vạn thú môn khác Cha tấn bức cung cũng không có tác dụng gì hai người không biết nhiều đặc biệt là về việc nghiêu hữu đạo và điệp mộng Huyễn giới lại càng không biết chút nào sau khi cha Tấn Mãi vẫn không hỏi ra được điều gì, Yêu Hồ dừng tay, treo họ tại đó. Một thời gian lâu không bị để ý, Triều Kính không biết lũ Yêu Hồ này đang chờ điều gì. Trải qua chuyện này, Triều Kính mới biết trong Yêu Hồ có con có thể hóa hình. Nhìn về phía hai lão già đang đứng trước cửa hang, Triều Kính cử động yết hầu, lên tiếng, "Chúng ta có thể đàm phán hợp tác." Hai lão già tiếp nhận nhiệm vụ canh gác ở đây chính là lão Liêm Đao và lão Quỷ Đầu Đao hai lão nghe tiếng gọi bèn quay sang xem sau đó cùng đi tới lão quỷ đầu đao hợp tác hợp tác làm cái gì chiều kính bị trói lâu hai tay đã mất cảm giác nói chỉ cần các ngươi tha cho ta hợp tác điều gì cũng được các ngươi cảm thấy cần hợp tác thế nào cảm thấy hợp tác thế nào mới yên tâm ta đều sẽ phối hợp với các ngươi làm gì cũng được chỉ cần các ngươi tha mạng cho ta lão quỷ đầu đao được thành thật khai báo vấn đề lúc trước chúng ta đã hỏi chiều kính có thể nhưng ta làm sao biết các ngươi có nuốt lời hay không chỉ cần để ta xác nhận an toàn trước ta chắc chắn sẽ nói cho các ngươi biết a à, chiều kính run lên kêu đau đớn lão quỷ đầu đau vung ngón tay chọc thẳng vào vết thương của ông ta đâm lún vào trong sau đó rút ra rồi đưa lên miệng mút máu liếm có vẻ rất ngon lành phía xa nơi cửa động chợt có tiếng cộp cộp vang tới sau đó là tiếng bước chân trên hành lang từ xa tới gần chiều kính khổ sở mở mắt nhìn tới tiếng cộp cộp kia có vẻ quen tai một người xuất hiện, chính là gã trồn đen. Phía sau gã trồn đen còn có một người theo vào. Người đó vừa chống kiếm vừa đi, tiếng cộp cộp đó chính tiếng của thanh kiếm khi chống xuống đất theo mỗi bước đi. Phương thức đi lại đã thành thương hiệu này chính là của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu trưởng lão, từ hỏa vui mừng kêu lên, triều kính cũng bất ngờ, không ngờ Ngưu Hữu Đạo sẽ xuất hiện ở đây. Ông ta rất nghi ngờ, lại liên tưởng đến chuyện yêu hồ cha tấn ép hỏi chuyện điệp mộng huyến giới là muốn hỏi ra chuyện có thể gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo. Ông ta chợt giấy lên hy vọng, lập tức gọi, lão đệ, ta ở đây, làm sao lại biến họ thành thế này? Đi tới, như hữu đạo nhíu mày hỏi, gã trồn đen nói, giết bao tộc nhân của ta, còn muốn ta phải khách khí khoản đãi hay sao? Nói có lý, như hữu đạo ừ một cái, tỏ ra đã hiểu, hắn tới trước ba người bị treo, hai tay chống kiếm, đánh giá ba người, nói. Ba vị khổ cực rồi, chương 1497, lấy ra thành ý, khai Chiều kính, lão đệ, sao ngươi lại tới đây nghiêu hữu đạo người mất tích mọi người cũng nghi là do ta làm ngươi nói ta có oan không chẳng còn cách nào ta đành phải đi tìm ngươi để cọ rửa nỗi oan của ta hóa ra là tìm mình còn về làm thế nào để tìm được thì không quan trọng mà như vậy chứng tỏ nghiêu hữu đạo này có năng lực ý muốn cầu sinh cầu chiều kính càng trở nên mãnh liệt được chỉ cần ta trở về nhất định sẽ chứng minh cho ngươi nghiêu hữu đạo không cần chỉ là việc nhỏ nếu ngay cả chút chuyện này mà ta cũng không xử lý được, mấy năm qua ta sống uổng rồi. Yên tâm, tự ta sẽ chứng minh. Chiều kính nhìn chằm chằm hồ tộc, lão đệ, người nói với họ, chỉ cần ta thoát được, ta chắc chắn sẽ báo đáp. Ngưu Hữu đạo bình tĩnh nói, ta đã cầu tình với họ, nhưng họ không chịu thả ngươi. Lão đệ hãy suy nghĩ thêm biện pháp, chiều kính vùng vẫy thân thể, bỗng nhỏ giọng nói. Lão đệ, tới gần nói chuyện, Ngưu Hữu đạo nhìn hồ tộc chung quanh một chút rồi tới gần, nghiêng tai lắng nghe. Triều kính cố sức cúi thấp đầu, cố gắng tới gần tai Nghiêu Hữu Đạo, nhỏ giọng nói. Không biết từ đâu mà họ biết được chuyện ngươi đi điệp mộng huyến giới, đã tra tấn ép hỏi, nhưng ta chưa từng khai một chữ. Nhưng đầu, Nghiêu Hữu Đạo ồ một tiếng rồi quay lại nhìn. Ngươi đã vậy rồi còn định uy hiếp ta. Triều kính kinh hãi nói, lão đệ, tuyệt không ý này. Cầu lão đệ nghĩ cách cứu ta. Nghiêu Hữu Đạo, không có hả? Khuya hôm trước uy hiếp ta thì phải tính thế nào? Hắn kéo kéo bộ quần áo đỏ trên người, nhắc nhở đối phương. triều kính cuốn quyết hô, lão đệ, ta sai rồi, ngươi đừng chấp nhặt tiểu nhân, lúc đó ta chỉ kích động nhất thời, tuyệt không có ác ý. Lão đệ, chỉ cần ta có thể ra ngoài, sau này triều kính ta sẽ như thiên lôi mặc lão đệ sai đâu đánh đó. Cầu lão đệ cứu cứu ta, đây là y phục của ta, như hữu đạo giơ ngón tay khều bộ quần áo rách nát dướng máu trên người đối phương. Cứu ngươi, nếu không có ta cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến lúc này bọn họ giữ ngươi lại không giết chính là đang chờ ta đến, là ta đã dặn họ không giết ngươi ngay. Không thể giết ngươi như vậy, bao nhiêu năm qua, ta vẫn ghi nhớ lời ngươi, dù thế nào ta cũng phải tới gặp ngươi lần cuối làm cái bản giao chứ. Nếu không thì ta không thể trả lời cho chính mình được. Ba người bị treo trừng mắt, ngơ ngác nhìn như hữu đạo. Mắt chiều kính dần trừng lớn lên, dường như vừa hiểu ra điều gì. Đối phương đã có thể xuất hiện ở đây như không có chuyện gì xảy ra đã có thể nói rõ vấn đề kỳ thực ông ta nên sớm nghĩ ra chỉ là lúc trước tâm trạng đang gấp gáp cầu sinh dù có nghi ngờ cũng không muốn nghĩ nhiều ông ta chỉ muốn tóm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng lúc này đối phương đã nói trắng ra như vậy làm sao có thể mơ mộng mãi không chịu tình nghiêu hữu đạo người dám cấu kết yêu hồ chiều kính thức giận gào lên ông ta vô cùng giận dữ đã biết vì sao mình rơi vào bẫy của yêu hồ thì ra chính là vì có vị này sau lưng dở trò nghiêu hữu đạo giơ tay tóm chặt hàng dâu mép của ông ta nói cấu kết gì khó nghe vậy. Đương nhiên, nếu người thật sự nói là cấu kết gì đó thì ta cũng không có ý kiến. Muốn nói cấu kết, ta cũng chỉ vừa mới cấu kết với họ thôi, với người mới chính là cấu kết đã lâu. Ta nói này chiều trưởng lão, người đường đường là trưởng lão vạn thú môn còn có thể quay lưng với vạn thú môn để cấu kết người ngoài, còn có tư cách gì chỉ trích ta. Như hữu đạo vừa nói vừa tỉ mỉ chọn từng dợi dâu của chiều kính rồi nhổ. Còn nữa, người đang nằm mơ đó à? Các ngươi đã rơi vào tay ta, còn dám gào lên với ta. Cầu xin ta đi, cầu đến lúc ta hài lòng, ta không giận nữa, lúc đó tất nhiên ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Dâu bị nhổ từng sợi từng sợi một, nhưng chiều kính không cảm thấy đau đớn. Lúc này cơn đau đớn trên cơ thể và kể cả mặt tâm linh còn hơn thế này nhiều, làm sao còn có thể cảm nhận được cái đau nhỏ nhoi vì bị nhổ râu mép. Người ta đã không thèm chơi đùa nữa, ông ta cũng từ bỏ, đau buồn nói. Như hữu đạo, chỉ vì khuya hôm trước ta đã uy hiếp ngươi sao? Nghiêu hữu đạo nói nhiều như vậy thật vô nghĩa. Ta chỉ hỏi ngươi đã biết sai chưa? Ánh mắt hắn lúc này bình tĩnh mà chăm chú. Ta chiều kính nghẹn giọng run rẩy nói ta sai rồi. Nhưng biết sai thì đã sao?